Lời nói đầu. Trong khóa Đông Phương của sử tôi nhận giảng ở trường đại học cách đây mấy tháng, tôi mới bắt đầu giảng về Việt Nam của sử được ít lâu thì trường đại học đình giảng. Có mấy người sinh viên yêu cầu tôi cho xuất bản luôn cả tập giảng khóa ấy, hoặc công bố những tập khảo biện về Việt Nam cựa mà tôi đã căn cứ để soạn bài giảng, để giúp những người sinh viên học của sử có thể tiếp tục sự nghiên cứu của họ. Cố nhiên tôi không thể xuất bản tập giảng khóa được, vì trường chính cả năm tôi mới giảng được 2 tháng, còn tập khảo biện về của sử thì trong tình trạng xuất bản hiện thời tôi không thấy có một cơ quan xuất bản chuyên môn nào để công bố nó được. Nhưng muốn thù đắp một phần nhỏ cái kỳ vọng của các bạn muốn nghiên cứu của sử nước nhà để tìm biết nguồn gốc của dân tộc, tôi viết quyển sách nhỏ này, không phải là lược thuật cả lịch sử cổ đại của ta, mà chỉ xét về một vấn đề chủ yếu, có thể nói là vấn đề tổng hợp trong cổ sử. Nhưng tôi xin nói trước rằng đây chỉ là một quyển sách phổ thông. Rất phổ thông, cho nên tôi nhất thiết tránh những chi tiết rườm rà, tránh không viện dẫn thư tịch, mà cũng không thể trưng dẫn chứng minh và biện giải những vấn đề cần thảo luận, chỉ trích những điều đại cương và những điều kết luận trọng yếu mà trực thuật để độc giả có thể xem qua và nhận thấy ngay con đường hình thành của dân tộc và văn hóa Việt Nam ở đời xưa. Tôi lại phải xin các nhà sử học chuyên môn lượng xét, cho rằng vì những điều kiện xuất bản chưa thuận tiện nên tôi không thể đem những chủ trương riêng ra chất chính cùng các ngài trước khi trình bày công chúng. Tôi biết làm như thế là đắc tội với các ngài nhiều lắm, chỉ xin bày tỏ 2 lẽ sau nay để mong các ngài lượng thứ cho. Một, về phương diện chủ quan, thì tôi tự xét là đã gắng sử dụng hết những tài liệu mà ở trong phạm vi nhỏ hẹp của tôi bây giờ tôi có thể tìm được. 2, về phương diện khách quan thì tôi thấy từ trước đến nay chưa có một tác phẩm nào cấp cho người ta một ý thức rõ ràng quan xuyến và khoa học về nguồn gốc của dân tộc ta để xóa bỏ những điều mê tín đối với nguồn gốc tiên rồng, khiến người ta nhất là thanh niên thấy rằng cái nguồn gốc chân thực và tầm thường cũng đủ khiến ta tự tin hơn cái nguồn gốc thần bí được. Đó là những lẽ khiến tôi không ngại viết tập sách này. Tôi xin thu thực rằng cái hy vọng của tôi ở đây chỉ là mong khiêu gợi được chút ít hứng thú của các bạn thanh niên đối với sự nghiên cứu cổ sử, nói chung là lịch sử nước nhà, và mong gieo được vào lòng những độc giả của tôi một chút ý tự tin đối với giống nòi và tổ quốc. Nếu các nhà sử học chuyên môn thấy trong sách nhỏ này có điều gì không hợp với chủ trương của các ngài thì tôi rất mong rằng sẽ có được cơ hội thuận tiện để thảo luận rộng rãi về các vấn đề trọng yếu thuộc về cổ sử nước ta mà tôi tưởng rằng từ trước đến nay chưa có vấn đề nào có thể xem là giải quyết xong rồi. Thuận Hóa, ngày 18 tháng 3 năm 1946. Tác giả Chí. Một nguồn gốc truyền kỳ. Theo sử cũ và truyền thuyết thì viễn tổ của dân tộc Việt Nam là Kinh Lương Vương là cháu 4 đời của Nông. Cháu 3 đời của Thần Nông là Đế Minh sinh ra Điếng Nghĩ, rồi đi tuần thú phương Nam. Đến miền Ngũ Lãnh, Địa Mình lấy con gái bà Vũ Tiên, sinh được một người con trai. Khắc, tư chất thánh chi thông minh, nên Đế Minh rất quý mà muốn truyền ngôi cho. Nhưng người này không nhận, cố nhường cho anh. Đế Minh bèn lập Đế Nghi nối ngôi ở phương Bắc, và phong cho người con thứ làm Kinh Dương Vương, chỉ phương Nam gọi là nước Xích Quy. Kinh Dương Vương lấy con gái Thần Long là Vua Hổ Động Đình, sinh được một con trai đặt tên là Sùng Lãm, nối ngôi cha, hiệu là Lạc Long Quân. Sách Lĩnh Nam Trích Quái chép rằng, Lạc Long Quân nối ngôi cha, dạy dân cách cẩy cấy và cách mặc cách ăn. Thường thường ở thủy phủ mà nhân dân cứ bình yên vô sự. Khi dân có việc thì cứ gọi Long Quân rằng, bố ơi sao không đến dạy vẽ cho chúng con. Long Quân tức đến ngay. Con Đế Nghi là Đế Lai trị phương Bắc, Nhân Thiên Hạ Thái Bình bèn đi thăm nước Xích Quy ở phương Nam. Bấy giờ Long Quân còn ở thủy phủ, trong nước không có chủ. Đế Lai để con gái yêu ở hành tại rồi đi thăm các địa phương. Đế Lai mến cảnh quên về dân phương Nam khổ sở vì những nỗi phiền nhiễu bèn cùng nhau to tiếng gọi lên. Bố ơi ở đâu? Sao để cho chúa phương Bắc đến xâm nhiễu dân chúng? Long Quân đến thấy Âu Cơ một mình ở hành tại. Bèn yêu Âu Cơ vui theo. Long Quân và Âu Cơ ở với nhau. Cách một năm sinh được một bọc trứng. Bọc nở ra trăm trứng, đều là con trai. Bấy giờ Long Quân ở lâu tại thủy phủ, mẹ con nhớ về phương Bắc. Nhưng đi đến bờ cõi phương Bắc, hoàng đế nghe tin bèn cho binh ra ngăn. Mẹ con phải trở lại phương Nam, gọi Long Quân. Long Quân bông đến. Âu Cơ nói, thiếp ăn ở cùng chàng, sinh được trăm con trai. Nay chàng bỏ thiếp mà đi, khiến con không cha, vợ không chồng, chỉ tự bi thương mà thôi. Xin cho cùng theo chàng.
Long Quân nói, ta là giống rồng, nàng là giống tiên, thủy hỏa khác nhau. Không ở với nhau lâu được. Bèn khiến 50 con theo mẹ về. Núi, 50 con theo cha về biển, chia nhau thống trị các xứ. Có. Việc. Thì tin cho nhau biết, không được bỏ nhau. Chàng con. Trai đều nghe mệnh rồi cùng nhau chia tay mà đi. Tổ tiên. Của Bách Việt là bắt đầu từ đó vậy. Âu Cơ cùng 50 con ở. Phong Sơn, nay là huyện Bạch Hạc, nhân tôn người con. Trường Lam Chúa, gọi là Hùng Vương. Hùng Vương trị nước gọi là Văn Lang, chia làm 15 bộ. Đất nước, phía đông giáp Nam Hải, phía tây đến Ba Thục. Phía bắc đến Động Đình, phía nam giáp nước Hồ Tôn. Hùng Vương, sai các con chia trị, các bộ. Buổi đầu, vật dùng của. Nhân dân chưa đủ, lấy vỏ cây làm áo, rễ cỏ làm chiếu, lấy. Nước nhựa cây làm rượu, lấy bột cây quang lang làm cơm. Lấy cầm thú ngư trùng làm mắm, lấy rễ gừng làm muối, tẩy. Bằng dao, tẩy bằng lúa. Đất nhiều gạo nếp, lấy ống che để. Nấu. Gác cây làm nhà để tránh hung sói. Cắt ngắn tóc để tiện. Đi trong rừng rú. Con mới sinh thì lấy lá chuối mà lót. Khi có. Người chết thì lấy cối chầy ra mà giã, hàng xóm nghe thì. Chạy đến cứu giúp nhau. Trai gái lấy nhau thì chưa dùng trầu. Cao, lấy phong muối làm lễ đầu, rồi sau đem. Châu rơi để. Thành lễ. Theo sử cũ thì Hùng Vương đóng đô ở Phong Châu, đời. Đời cha truyền con nối đều gọi là phụ đạo, suốt 18 đời đều. Xương hiệu là Hùng Vương. Đến đời Hùng Vương thứ 18, có thục phán là người. Nước Thục, nhiều lần đem binh đánh Hùng Vương. Nhưng, Hùng Vương có binh cường tướng dõng, thục phán thua. Luôn. Hùng Vương bảo phán rằng, ta có sức thần, nước. Thục không sợ sao. Rồi bèn bỏ không sửa sang mũ bị, chỉ. Rượu tiệc vui chơi. Quân Thục bước đến gần mà Hùng Vương. Còn say xưa chưa tỉnh, bèn hộp máu nhảy xuống giếng chết. Dư chúng đầu hàng Thục Vương. Bấy giờ Thục Vương xê. Thanh ở Việt Thường, rộng nghìn trượng, quanh co như hình. Chôn úp, cho nên gọi là Loa Thành, lại có tên là Tư Lon Tang. Nhưng thành xê vừa xong thì đổ, Thục Vương rất lo, bèn chay giới để khấn trời đất và sơn xuyên thần kỳ, rồi. Lại xây lại, Đại Việt sử ký toàn thư. Thần hiện hình thành. Rùa vàng, giúp phép cho Thục phán xây xong thành, rồi cho. Một cái móng chân, dạn phán lấy móng ấy làm nảy nỏ thì có. Thể. Nhớ nỏ thần ấy mà giữ nước. Phán đặt tên nước là U Na, tự xưng là An Dương Vương. Khi Triệu đã cắt cứ miền Nam Trung Quốc dựng nước Nam Việt, thì có ý muốn đánh Âu Lạc, nhưng đã biết. An Dương Vương có nỏ thần, không thể đánh được, bèn. Dung kế khiến con trai là Trọng Thủy sang Âu Lạc để cầu hôn. Với con gái An Dương Vương là Mị Châu, Trọng Thủy ở gởi. Dễ ở Âu Lạc, nhân dụ vợ cho xem trộm nỏ thần. Mị Châu. Nhẹ dạ tin chồng, đem nỏ cho Trọng Thủy xem, chàng bèn. Lấy nấy nỏ thường thế vào móng rùa thần, rồi sau đó thắc cớ. Về Bắc thăm cha. Triệu Đà biết con đã phá nỏ thần, bèn. Phát binh đánh An Dương Vương. Vì mất nỏ thần, An Dương Vương phải thua chạy, thế là nước Âu Lạc bị Triệu Đà. Chiếm. Sử cũ của ta lại chép nhà Triệu làm một triều đại như. Quốc triều, xem Triệu đã làm một vị vua anh hùng, và kể cuộc. Bắc thuộc của dân tộc ta bắt đầu từ khi quân Hán diệt nước. Nam Việt. Hai giao chỉ và Việt thường. Ở đời Thái cổ đời Liêu Thuấn Hạ Thương trong lì chưa Trung Hoa trong khi người Hán tộc đương. Còn quanh, còn ở lưu vực sông Hồng Hà và sông Bị Thủy, thì ở miền Nam, trong khoảng lưu vực sông Dương Tử, sông Hán và sông Hoài, có những người văn hóa khác hẳn với văn hóa của người phương Bắc, mà trong thư tịch xưa của Trung Hoa. Người ta gọi Trung bằng tên Man Di. Từ đời Liêu Thuấn, đại khái thế kỷ 20 về trước, người Hán tộc sống trên tảng. Đất hoang thổ phì nhiêu đã biết kinh tế nông nghiệp rồi. Người Man Di ở phương Nam, sống trong các rừng, các đầm, và hai bên bờ sông, trên bờ biển, thì còn sinh hoạt bằng. Nghề săn bắn, nhất là nghề đánh cá. Theo các thư tịch xưa, thì cái phong tục đặc thuộc của người Man Di có lẽ là của những nhóm Man Di làm nghề đánh cá ở hai bên bờ sông lớn, là tục cắt tóc sang mình. Người ta giải thích tục ấy rằng vì người Man Di phần nhiều sinh hoạt ở trong nước, thường bị loài giao long, tức thuồng luồng, là loài cá sấu lớn ở miền Dương Tử, làm hại, nên họ sang mình thành hình trạng dao. Long để khi họ lặn xuống nước, loài dao long tưởng họ là đông trùng bèn. Không làm hại nữa. Còn tục cắt tóc có lẽ là để lặn lội cho thuận tiện. Trong các nhóm người Man Di ở giải rác trong miền lưu. Vượt sông Dương Tử, có một nhóm từ đời Liêu Thuấn đã. Giao tiếp với người Hán tộc là dân tộc khai hóa sớm hơn họ. Người Hán tộc thường gọi họ là người giao chỉ. Đem đối. Chiếu những điều thư tịch xưa chép về đất giao chỉ. Người ta
có thể nhận định đất ấy ở về miền tỉnh Hồ Nam ngày nay, ở quanh miền Hồ Động Đỉnh, giáp với giải Nam Lãnh. Tại sao người Hán tộc lại gọi nhóm Man Di ấy là người giao chỉ? Theo chúng tôi suy cứu thì tên ấy hẳn có quan hệ với tục Sang Mình. Như chúng ta đã biết, những nhóm Man Di ở miền sông Dương từ Sang Mình thành hình trạng dao long để cho dao long lộn họ là đồng chủng. Về sau, vì người ta cố làm cho giống hình dao long, rồi dần dần phát sinh mỗi tin tưởng rằng chính mình là đồng chủng với dao long. Chính mình do tổ tiên là dao long sinh ra, thế là phát sinh quan niệm tô thêm, nhận dao long là vật tổ. Có lẽ khi người Hán tộc tiếp xúc với nhóm người Man Di làm nghề đánh cá ở miền Hồ Nam, thấy họ có tục xăm mình thành hình trạng dao long và thờ dao long làm vật tổ, cho họ là người dao long, nên gọi miền họ ở là Giao Chỉ, tức là miền đất của giống người dao long. Chúng ta đã biết rằng người Giao Chỉ làm nghề đánh cá, có tục cắt tóc xăm mình và thờ dao long làm vật tổ. Ngoài nghề đánh cá là nghề chủ yếu, có lẽ những người Giao Chỉ ở những nơi chân núi đất cao và nơi đầm lầy bồi cạn đã biết nghề trông trọt, làm ruộng cấy lúa. Ở khoảng giữa hồ Đống Đài Nhợ và hồ Phiên Dương, từ đời Nghiêu Thuấn về trước đã có một nhóm người mà trong sách xưa người ta gọi là Tạm Mị Hễ biết nghề làm ruộng trồng lúa rồi. Người Giao Chỉ ở trên một phần đất của người Tam Miêu xưa hẳn cũng đã biết cách làm ruộng. Về kỹ thuật, người ta chưa biết người Giao Chỉ dùng những đồ gì để đánh cá. Người ta cũng không biết rõ họ dùng những thứ có gì, bằng gỗ hay bằng đá, để làm ruộng. Những đồ làm ruộng đào được ở Ngương Thiểu, tỉnh Hà Nam, ở lưu vực Hoàng Hà, thuộc về thời Nghiêu Thuấn, toàn bằng đá, vì hiện nay chưa có cuộc khai quật nào phát hiện những di tích sinh hoạt của họ còn chôn kín trong đất. Người Hán tộc ở đời Thương đã biết nung đồ gốm đồ đồng rất tinh xảo. Các kỹ nghệ ấy có thể truyền xuống miền Nam cho người Giao Chỉ không? Điều ấy chưa có chứng cứ gì xác nhận. Dẫu sao, với nghề đánh cá và nghề canh nông, cùng chế độ vật tổ là đặc tính của xã hội thị tộc, người ta có thể nói rằng văn hóa của người Giao Chỉ bấy giờ ít ra cũng là ở cuối đời đồ đá cũ và đầu đời đồ đá mới. Tuy người ta chưa tìm được di tích gì về nhà ở của giống người ấy, nhưng cũng có thể theo những sở đắc phổ thông của tiền sử học mà đoán rằng họ làm nhà bằng cành cây hay bằng tre. Theo Thiên Vũ Cống thì ở miền đất Châu Kinh có nhiều tre, có lẽ là theo kiểu nhà sàn làm trên mặt hồ hay trong khe núi. Sách xưa chép ở phía nam đất Giao Chỉ, về đầu nhà Chu có nước Việt Thường, từng thông sứ và hiến chim trĩ trắng cho vua Thành Vương. Việc tiến công ấy không rõ có không duy tên Việt Thường, theo sự suy cứu của chúng tôi thì có lẽ là một tên vốn có từ xưa. Nước Việt Thường xuất hiện ở đầu đời Chu, có lẽ ở đời Thương đã có nước ấy rồi, ở trên địa bàn cũ của nước Tam Miêu, ở khoảng hồ Động Đình và hồ Phiên Dương. Trung tâm điểm của nước ấy có lẽ là xứ Việt Trương. Việt Trương và Việt Thường theo tiếng Tàu là đồng âm, là nơi vua Sở Hùng Cử, thế kỷ thứ 9, phong cho con út là Chấp Tỷ, tương đương với miền Nam Xương Trong, tỉnh Giang Tây ngày nay. Có lẽ nước Việt Thường bắt đầu suy từ khi nước Sở thành lập ở miền Hồ Bắc Hồ Nam, thế kỷ 12, mà chiếm một phần đất của họ ở phía Tây, rồi đến đời Hùng Cử, đất Việt Trương ở miền Hồ Phiên Dương mất nốt. Người Việt Thường, như người Giao Chỉ, cũng làm nghề đánh cá, nhưng sống trên địa bàn cũ của người Tam Miêu, có lẽ họ đã biết làm ruộng hơn người Giao Chỉ. Theo Thiên Vũ Cống chép, thì miền Châu Kinh và Châu Dương là tương đương với địa bàn của Việt Thường đã có ruộng thuộc về hạng xấu, và có những sản vật sau này, vàng, bạc, đồng, các thứ ngọc, thạch, đá mài, đá mũi tên, gỗ quý để làm nhà và làm cung, các thứ trúc để làm nỏ và tên, lông chim, da bò, da tên ngu, ngà voi, vải gai. Người Việt Thường hình như đã biết chế đồ đồng đỏ, nhưng chưa biết pha đồng với thiếc thành đồng xanh. Trình độ kỹ thuật đã đến trình độ đồ đá mới, tương đương với chế độ thị tộc. Theo sách Văn hóa Di Động Luận của người Nhật tên là Tây Thôn Chân Thư thì người Miêu tộc xưa ở miền sông Dương Tử có dùng một thứ mảng tre có buồn mà nay còn thấy di tích ở Đài Loan. Hẳn người Việt Tường mà di duệ ngày nay lẫn lộn với người Miêu tộc cũng biết dùng thứ mảng tre ấy. Có lẽ họ cũng có tục cắt tóc sang mình và có tín ngưỡng tô thêm như người Giao Chỉ. Chúng ta không thể biết rõ mối quan hệ giữa người Giao Chỉ và người Việt Thường, chỉ có thể nói rằng khi tên Việt Thường xuất hiện thì tên Giao Chỉ đã không còn nữa. Địa bàn chúng ta ước đoán của nước Việt Thường choán một phần dông nam của địa bàn ước của người Giao Chỉ.
Mà người vệ tướng, cũng như người giáo chỉ, là thuộc về giống mà. Người Hán gọi chung là màn gì? Theo sự suy cứu của chúng tôi thì người giao chỉ và người Việt thường, nói rộng ra là người màn gì, đều thuộc về. Việt tộc là một giống người trước đời Chu, đã ở khắp vùng. Lưu vực sông Dương Tử, từ miền Vạn Huyện, đời Chu là nước. Quý Việt, tỉnh Tứ Xuyên cho đến biển, nghĩa là suốt cả miền. Châu Kinh và Châu Dương trong Vũ Cống. Chúng ta có thể biết người Việt tộc ấy, theo nhân chứng học, là chủng tộc gì không? Với tình trạng học thuật, ngày nay, muốn giải quyết chắc chắn vấn đề là một điều huyễn vọng. Song chúng ta cũng có thể theo đại khái mà đoán rằng, cứ những điều chúng ta biết về văn hóa của người Man Di và người Việt tộc thì có lẽ họ không phải là thuộc về chủng tộc Mongolic như người Hán tộc. Tuy chưa có thể nói quyết rằng họ thuộc về chủng tộc Indo-Ene, nhưng chúng ta có thể nhận rằng cái tục xăm mình là tục đặc thuộc của người Việt tộc xưa, hiện nay vẫn là tục đặc thuộc của các dân tộc thuộc về giống Indo-Ene ở miền Đông Nam châu Á. Di duệ của người Việt tộc ngày nay vẫn còn có những đặc tính văn hóa giống với văn hóa của các dân tộc Indo-Ene. Chúng ta còn có thể nói rằng tất cả những dân tộc bán khai ở miền Nam và miền Tây Nam châu Á, từ người Miêu Tử, người Lô Lô, người Mán, người Lái, người Lê, người Giao, người Sa, người Đản, người Đông, cho đến người Đáy ở đảo Bồ Nèo Ố, đều là di duệ của người Man Di. Các nhà nhân chủng học thường chia các dân tộc kể trên thành hai giống Tạng Miến và Indo-Ene. Nhưng nhà bác học Lễ Lòi Gào Hàn nói rằng, những sự khác nhau về nhân loại học giữa người Indo-Ene và người Tạng Miến rất là mỏng mảnh mà có lẽ là do sự lai giống mà sinh ra. Những đặc tính về kỹ thuật của họ cũng không khác nhau hơn. Những mối quan hệ giữa họ mật thiết lắm, mà chưa có thể chỉ định một cách xác thiết được, cho nên chưa có thể biết rằng đó là hai nhóm ở lân cận từ xưa hay là hai nhánh của một gốc chung. Căn cứ vào ý kiến ấy, chúng ta có thể đoán rằng cái gốc chung mà Gào Hàn đề cập đó là giống người mà người Hán tộc xưa gọi là Man Di, có lẽ là Việt tộc. Theo nhiều nhà ngôn ngữ học và tiền sử học thì từ xưa, suốt từ miền Á Sam ở phía Bắc Ấn Độ, trải qua Nam Bộ, Trung Hoa cho đến Nam Dương quần đảo, có một thứ văn hóa xưa hiện nay còn di tích trong các dân tộc Indo-Ene. Vậy chúng ta có thể suy rộng ra mà ngờ rằng người Nam Di, người Việt tộc xưa có lẽ là một nhánh của chủng tộc Indo-Ene. Chủng tộc này, trong thời Thái Cổ, có lẽ đã từng ở rải rác hầu hết khắp miền Đông Nam châu Á. Ba ư Việt. Trong đời nhà Chu, tại miền địa bàn của Việt tộc, người ta đã thấy xuất hiện ba nước lớn, nước Sở ở lưu vực sông Giang, sông Hán và sông Tương, nước Mô ở lưu vực sông Giang và sông Hoài, nước Việt ở lưu vực sông Chiết. Trong ba nước ấy, nước Sở và nước Mô đã từng xưng bá ở miền Giang Hoài, song rốt cuộc đã dần dần đồng hóa theo Hán. Duy có nước Việt, cũng gọi là Ư Việt hay Vu Việt, tuy sau này cũng sẽ đồng hóa theo Hán tộc một phần lớn, nhưng gì? Chủng của Việt tộc hiện còn lưu trên lịch sử là dân tộc. Việt Nam ta vốn có quan hệ xa gần với nước ấy, cho nên vận mệnh lịch sử của nước ấy đối với chúng ta lại có ý nghĩa khác hẳn với vận mệnh của các nước Sở Ngô. Ở thế kỷ thứ 9, một số các thị tộc người Việt tộc ở miền Chiết Giang có lẽ cũng có quan hệ với những phần tử Việt tộc tự miền Giang Tây rời đến sau khi nước Việt thường bị diệt, do một nhà quý tộc họ Mi, thuộc về thị tộc Mi, cùng họ với nhà vua nước Sở, cử hợp thành một bộ lạc lớn mà sử gọi là nước Việt. Trung tâm điểm của nước ấy là miền Cối Kê, tức phủ Thiệu Hưng ngày nay, trên cửa sông Chiết Giang. Buổi đầu, trong hơn 4 thế kỷ về trước đời Câu Tiên thì nước Việt chỉ là một nước bồi thần, một nước phụ dung của nước Mô, cho nên trong các sách sử xưa của Trung Quốc không thấy chép đến. Cuối thế kỷ thứ 6, vua nước Mô là Hạc Lư giận vua nước Việt là Doan Thưởng không theo mình, mà đánh nước Sở nên đem binh đi đánh Việt, thắng Doan Thưởng ở Tuy Lý, phụ Gia Hưng. Về sau, khi nghe tin Đồ An tướng đã chết, Hạc Lư lại đánh nước Việt, còn Doãn Thường là Câu Tiễn đem quân Quyết Tử ra để kháng chiến, đánh tan được quân Mô và giết được Hạc Lư. Sau con Hạc Tân là Phu Sai trả thù, diệt được quân Việt, bắt Câu Tiễn phải thần phục Mô và chỉ cho giữ một khoảng đất nhỏ ở miền Tối Kê thôi. Câu Tiễn nhờ có bề tôi là Văn Chủng và Phạm Lại giúp vay, khổ thân Tiêu Tứ, tự chia khó nhọc với nhân dân, trọng dụng người hiện tài, hậu đãi những người giỏi ở các nước lân cận, gắng sức mở mang kinh tế và chấn hưng binh bị của nước Việt. Theo sách sử ký thì Phạm Lãi bày cho Câu Tiễn thực hành cái kế phú quốc cường binh là theo kế Nhiên, Ngô Việt. Xuân Thu chép là kế Nghê, Phượng sách của kế Nhiên cả thể tóm tắt thành mấy điều cốt yếu sau này. A.
khuyến khích nông tăng để tăng gia sự sản xuất. B. Bớt thuế má để dân tích xúc được nhiều. C. Khuyến khích thương nghiệp để hàng hóa và tiền bạc lưu thông. D. Giữ bật giá trung bình để nông thương đều lợi. Đại khái điều thiết yếu trong kế hoạch ấy là chú trọng nông và thương, làm sao cho hai nghề ấy đều phát đạt cả. Câu tiễn thực hành kế ấy trong 10 năm, nước Việt trở nên giàu, quân sĩ được cấp lương rất hậu cho nên ai nấy đều ham hở xông pha tên đạn như khát được uống nước. Nhờ thế mà câu tiễn trả được thù xưa kia, diệt được nước Ngô, mà xưng bá ở miền Giang Hoài, năm 402. Sau câu tiễn, nước Việt còn xưng bá được mấy đời nữa. Nhưng từ đời thứ tư, nước Việt thất bại ở miền Sơn Đông. Phải rút về giữ cố đô, rồi tiếp đến ba đời vua bị giết, thế là cơ suy bại của nước Việt đã bày ra rõ ràng. Sau khi câu tiễn chết được 48 năm, thì nước Việt suy, và 46 năm sau thì nước Việt bị Sở đánh diệt. Trong lịch sử 600 năm của nước Việt, câu tiễn là người anh hùng đã làm cho nước Việt nhỏ bé bán khai ở rừng Nam nổi lên địa vị một nước mạnh, tung hoành trong non một thế kỷ ở một phương. Như chúng ta đã biết, nước Việt ở vào miền sông Dương Tử, tiếp giáp với nước Ngô và nước Sở ở phía Bắc và phía Tây. Về phía Nam thì biên giới nước Việt là dải Nam Làng, về phía Đông là biển. Xem thế thì cương vực nước Việt đại khái là gồm một phần lớn về phía Nam của tỉnh Chia Yết Tì Ấng và một phần lớn về phía Bắc của tỉnh Giang Tây, song bán bộ nước ấy là miền Chiết Giang, còn miền Giang Tây thì chỉ là phạm vi thế lực. Bây giờ chúng ta hãy xét qua trạng thái văn hóa của người nước Việt. Theo những sử liệu hiện có, chúng ta có thể phát họa sơ lược trạng thái sinh hoạt vật chất của người Việt như sau này. Cũng như người nước Ngô, người Việt vẫn lấy nghề trải cá làm cách sinh hoạt trọng yếu. Đất thì còn sâu lầy nên ruộng còn ít, mà kỹ thuật làm ruộng thì còn thô sơ, họ chưa biết dùng cày bừa và trâu bò. Vì vậy mà nông nghiệp chưa phát đạt được. Có lẽ phần nhiều ruộng làm ở đất cao cho nên chỉ trông được lúa, nếp. Đồ ăn trọng yếu là lúa nếp, tôm cá và so hến. Vì người ít đất rộng cho nên sản xuất dư dùng. Về sự ăn mặc thì người Việt đã biết dệt vải bằng sợi cây, sợi gai hay đay, có lẽ đã biết dệt vải hoa như vải của người Mường người mọi ngày nay. Chiếu dệt bằng cói của người Việt là một sản phẩm người Hán tộc lấy làm quý lắm. Người Việt biết pha đồng và thiếc để chế đồng xanh để đúc những đồ binh khí. Những cuộc phát quật ở Chiết Giang đã tìm được những đồ đồng như đỉnh ba chân, dao thường, dao găm, mũi qua. Theo sách xưa chép thì người Việt có những thứ chung nhỏ, bắt, và chung lớn, đặc, bằng đồng. Là vật có tiếng, nhất là thứ kiếm đồng hai lưỡi ở đời Xuân Thu. Thiên hạ đều xem là vật quý báu. Thứ kiếm đồng này hẳn còn sót trong dân gian ít nhiều nhưng chưa có sự sưu tầm khảo cứu. Sách hình sở toa rở đẹp tác đẹp tạng CNZ La Chịt của Âu Soan Sai Ấn có nói đến một cái kiếm đồng rất đẹp, đoán là kiếm của Tần Thủy Hoàng, hoặc giả. Kiếm báu của người Việt cũng theo thể thức ấy chăng? Người Việt phần nhiều ở bờ sông và bờ biển làm nghề trai cá, ngày thường sinh hoạt trong nước nhiều hơn trên cạn, cho nên họ bơi lội và chèo thuyền rất giỏi. Sách xưa chép rằng họ có thứ thuyền nhỏ là Linh và thứ thuyền nhỏ dài là Đĩnh là thuyền thường dùng, cùng thứ thuyền lớn gọi là Tu Lự, thứ thuyền có lầu, tức là lâu thuyền, và thứ thuyền có găm mũi qua ở đáy, tức là qua thuyền, ba thứ thuyền sau là thuyền chiến cả. Cái sở trường về thủy chiến của người Việt, các sách xưa thường chép đến luôn. Về kiến trúc của người Việt, hiện nay chưa biết được chắc chắn. Có lẽ ở những miền ẩm thấp và khe núi, họ cũng làm nhà sàn nhà gác bằng tre và gỗ. Theo những báo cáo về sự khai quật cổ tích ở Chiết Giang, người ta thấy những chỗ đào được đồ dùng của cư dân hoặc là bờ sông, hoặc là ruộng, muối và bờ biển, hoặc là đáy hồ cạn. Theo khảo cổ học, người ta biết rằng người Ngô Việt xây mộ bằng đá và gạch. Nhưng có lẽ đá và gạch là những vật liệu chỉ dùng để xây mộ và xây thành, chứ nhà ở thì dùng tre và gỗ. Sách Việt tuy hết chép nước Việt có rất nhiều thành lũy và lăng mộ, điều ấy tỏ rằng ở đầu đời Hậu Hán, thời kỳ của sách Việt tuy hết, di tích những thành lũy và lăng mộ xưa ở miền nước Việt vẫn còn. Hiện nay những thành và mộ ấy không còn biết ở chỗ nào nữa. Nếu tìm ra được địa điểm của các thành mộ xưa ấy mà phát quật thì hẳn sẽ tìm được nhiều di vật, giúp cho người ta biết rõ hơn về văn hóa của người Việt. Về văn hóa tinh thần thì chúng ta có thể xét qua về các phương diện ngôn ngữ, phong tục, tín ngưỡng nghệ thuật, tính tình, tổ chức, chính trị và xã hội. Ngôn ngữ của người Việt thế nào, hiện nay chúng ta khó mà khảo được, chỉ biết rằng nó khác nhiều với ngôn ngữ của
Người Hán tộc mà thường một tiếng của người Việt, người Hán phải dùng đến 2-3 âm mà phiên ra. Về phong tục thì tục cạo tóc xăm mình là tục đặc thuộc của cả Việt tộc, cũng là tục thường của người nước Việt. Họ lấy sự xăm mình là một điều rất vinh hạnh. Họ còn có tục khắc cánh tay để ăn thể, khác với tục xăm mình có ý nghĩa tốt em. Người Việt thờ quỷ thần, trộn phù pháp và tin cát. Hung hòa phúc. Sách xưa hay nói Việt phương là những phương thuật phù pháp của người Việt. Họ thờ phụng người chết trân trọng lắm. Những nhà quý tộc xây mộ bằng đá bả, bằng gạch rất to, theo xác chết bỏ vào áo quan bằng gỗ. Người ta lại bỏ những đồ minh khí bằng đá, bằng đất bả, bằng đồng, ý giả để cho người chết có đủ đồ mà dùng. Xét những đồ gốm và đồ đồng phát quật được ở miền Chiết Giang, các nhà khảo cổ học buộc nghệ thuật của các đồ ấy vào một nghệ thuật lớn họ gọi là nghệ thuật đồng ngườn, có nhiều đặc điểm tương tự với nghệ thuật đời chiến quốc ở miền sông Hoài. Những đặc điểm ấy là hình chôn ốc, cặp đôi và hình dây bệ. Theo ý chúng tôi thì tổ quốc của nghệ thuật ấy chính là miền Ngô Việt, chính hồi nước Ngô. Nước Việt đương cường thịnh, tại miền Hạ Lưu Dương từ đã thành hình cái văn hóa đồ đồng của người Ngô Việt, có cái nghệ thuật gồm những đặc tính kể trên. Một mặt nghệ thuật ấy do sự giao thông với người Hán tộc ở miền Bắc mà ảnh hưởng thành nghệ thuật Chu Mạt hay Chiến Quốc. Một mặt thì do sự di cư của người Việt tộc xuống Nam mà ảnh hưởng thành nghệ thuật Đông Sơn. Bây giờ chúng ta xét qua về tính tình của người Việt mà người Hán gọi là man di. Người Hán tộc thường cho người Việt là khinh bạc, là trắc trở, là hiếu chiến, sắc sảo về việc binh và không sợ chết. Vì sao người Hán tộc lại cho người Việt là khinh bạc? Một lẽ là vì, như lời chép trong sách Vệ Tùy Hệ Thư, họ ở núi mà đi đường nước, lấy thuyền làm xe, lấy trèo làm ngựa, đến thì như gió thoảng, đi thì khó đuổi theo. Hai lẽ là, như lời sử ký chép, vì dễ kiếm ăn, họ không lo dành dụm, bon chen để phòng xa, chỉ ăn sổi ở thì qua ngày tháng. Người Hán tộc cho họ là trắc trở hiếu chiến, là vì người Việt không những thường chống cự kịch liệt những cuộc xâm lăng của họ mà trong thịnh thời lại thường mang cái dã tâm phát triển lên miền Bắc, cho nên họ vẫn xem người Việt là mối lo thế chuyển ở biên thủy phương Nam. Đến như tính không sợ chết của người Việt thì chúng ta có thể thấy chứng cứ trong cách chết của quân Cảm Tử, của Câu Tiễn đem đi đánh nước Ngô mà giết được Hạp Lư. Về tổ chức chính trị và xã hội, chúng ta đã đoán rằng từ đời Doãn Thường, tức từ nửa trên đời Xuân Thu về trước, nước Việt chỉ là một bộ lạc lớn thần thuộc với nước Ngô, thì nhờ những bề tôi như Văn Chủng, Phạm Lãi giúp dùng mà trong hơn 10 năm nước Việt đủ sức đánh được nước Ngô mà xưng bá. Trong 10 năm ấy nước Việt đã trải qua một cuộc cách mệnh lớn lao về chính trị, kinh tế và xã hội. Văn Chủng, Phạm Lãi và thầy của Phạm Lãi là kế nhiên đều là người miền Bắc, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, đều là do nguồn gốc Hán tộc. Có lẽ về chính trị và binh sự, họ bày cho Câu Tiễn bắt chước những cách tổ chức của người Hán tộc. Tổ chức chính trị thì trên có vua, rồi đến đại phu, không rõ mấy người. Về binh sự, thì trên có thượng tướng quân, có lẽ chỉ một người. Quân đội thì có các hạng, tập lưu là những người bị tội đầy được tập việc binh, giáo sĩ là những binh sĩ thường có giáo luyện, quân tử là những có trí hạnh, thân cận với vua, vua nuôi như con. Về kinh tế thì, như chúng ta đã thấy ở trên, Phạm Lãi bày cho Câu Tiễn làm kế hoạch khuyết trương nông nghiệp và thương nghiệp, cải biến hẳn nền kinh tế sơ khai của nước Việt. Nhờ những kế hoạch mới mà nước Việt có đủ lực lượng về quân bị và kinh tế để đánh nước Ngô. Song cùng như sự cách mệnh ấy chỉ là ở bề ngoài, chưa chắc đã thay đổi hẳn chế độ xã hội của nước Việt. Xem như trong khi dự bị báo thù, Câu Tiễn tự mình cày ruộng mà ăn, vợ Câu Tiễn tự mình dệt vải mà mặc, thuế má không lấy của dân, những điều ấy chỉ có thể gặp trong chế độ bộ lạc chứ không có thể thấy trong tổ chức quốc gia với một hình thức kinh tế cao. Được, có lẽ bấy giờ ở nước Việt vẫn còn di tích của chế độ thị tộc mẫu hệ nữa. Sau khi diệt nước Ngô thì vua Việt xưng bá với các nước ở miền Giang Đông, và tự mình xưng thần với nhà Chu. Nhưng bấy giờ nước Việt có bỏ hẳn chế độ bộ lạc mà hoàn toàn theo chế độ quân chủ phong kiến không? Điều ấy chúng ta chưa biết rõ. Chúng ta chỉ biết rằng năm đời sau Câu Tiễn trong khoảng hơn 100 năm, nước Việt cường thịnh. Một thời đã suy vi lại, thì bao nhiêu chế độ chính trị kinh tế bắt chước của người Hán tộc bị trút đổ hết, mà người Việt lại trở lại chế độ bộ lạc với quân trưởng, tức tủ trưởng, như xưa. Mà ở giải rác ở miền lãnh Nam, lại sinh hoạt bằng những hình thái kinh tế sơ khai như trước. 4 Bách Việt
từ trước thời kỳ nước Việt đương cường thịnh ở Triệt Tỷ Ẩn, người Việt tộc ở miền lưu vực sông Dương Tử, riêng là người Giao Chỉ và Việt Thường, đã có thể đi qua các bèo ở giải Nam lãnh mà di cư giải rác đến miền Nam, trong các thung lũng những sông lớn ở các tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến ngày nay. Chúng ta lại biết rằng hơn trăm năm sau Cốc Tiễn, năm thứ 46 đời Chu Hiến Vương, tức năm 333 trước Công Nguyên, nước Việt bị nước Sở diệt, từ đó người Việt lìa tan xuống Giang Nam, giải rác ở miền bờ biển và lục địa. Ở đấy họ gặp những người đồng tộc đã di cư đến từ trước. Song người nước Việt có lẽ đã đạt đến một trình độ văn hóa cao hơn, cho nên sau khi họ hôn cư với những thị tộc chiếm ở miền Nam trước họ, thì họ đã đem đến đó một hình thức chính trị, và có lẽ một hình thức kinh tế cao hơn. Những nhà quý tộc người Việt cũ hợp tan chủng của họ với các nhóm Việt tộc cũ, hoặc lập thành những bộ lạc lớn mà tự xưng là quận trưởng, tu trưởng, hoặc lập thành những quốc gia phôi thai mà tự xưng vương. Những bộ lạc hay quốc gia do các nhà quý tộc người Việt lập ở miền lãnh Nam, người Hán tộc gọi chung họ là Bách Việt. Đại khái buổi đầu, những nhóm quan trọng ở miền Chiết Giang Phúc Kiến đều thần phục nước Sở, mà những nhóm ở xa hơn trong miền Quảng Tây, Quảng Đông và Bắc Kỳ thì không bị Sở Kim Y. Cái vận mệnh lịch sử của các bộ lạc và quốc gia Việt tộc ấy là thế nào, chúng ta không thể biết hết được. Có lẽ, các bộ lạc nhỏ dần dần bị các bộ lạc lớn thôn tính, cho nên số các bộ lạc linh tinh một ngày một giảm ít đi, mà sử sách chỉ chép có 5 nhóm quan trọng, sau này đã đạt đến hình thức quốc gia là Đông Việt hay Đông Âu, Mân Việt, Nam Việt, Tây Việt hay Tây Âu và Lạc Việt. Ở chương này chúng tôi chỉ xin nói về 3 nhóm Đông Việt, Mân Việt và Nam Việt là các nhóm sau này lần lượt bị đồng hóa theo Hán tộc, còn nhóm Tây Âu và nhất là nhóm Lạc Việt, hai nhóm ấy sau này hợp thành nước Cấu Lạc đã ghi dấu trên lịch sử lâu bền hơn, chúng tôi sẽ nói riêng ở chương sau. Đông Việt và Mân Việt, hai nhóm ấy có tự bao giờ? Chúng ta chưa biết đích xác được. Chúng ta chỉ có thể đặt sự thành lập chính thức của nó vào thời gian sau khi nước Việt bị diệt, năm 333, và trước khi nhà Tần chinh phục Bách Việt, năm 218. Sau cuộc nhà Tần thống nhất Trung Hoa thì cương vực của địa bàn người Hán tộc có thể lấy giải Nam lãnh làm giới tuyến phía Nam. Sau khi Tần đặt 36 quận ở đất Trung Nguyên thì, vào khoảng năm 218, Thủy Hoàng phát quân, gồm những hạ người lưu vong rể thừa và lái buôn, chia làm năm đạo cho đi chinh phục đất Bách Việt. Trong năm đạo ấy, đạo thứ 5 tụ tập trên sông Dư Can, trong tỉnh Giang Tây, ở phía nam Hồ Phiền Dương, là đạo quân nhằm đánh Đông Việt và Mân Việt là hai nhóm người Việt đã có hình thức quốc gia phôi thai, vốn thần phục nước Sở, đã nhân cuộc nội loạn ở Trung Quốc mà độc lập. Nhóm Đông Việt hay Đông Âu thì trung tâm điểm là miền Vĩnh Gia, thuộc Ôn Châu trong tỉnh Chiết Giang ngày nay, về phía nam Tam Môn Loan. Nhóm Mân Việt thì trung tâm điểm là miền Mân huyện, thuộc Phúc Châu trong tỉnh Phúc Kiến ngày nay. Có lẽ hai nước Đông Việt và Mân Việt vì tiếp cảnh với nhà Tần nên vốn đã sợ oai, nay thấy quân Tần kéo đến thì không dám chống cự kịch liệt nên quân Tần thắng lợi rất mau, chỉ trong năm đầu nhà Tần chinh phục được hai nước gồm lại mà đặt quận Mân Trung, hạ vua hai nước xuống làm quân trưởng, tù trưởng, để trông nom dân Việt. Về sau, trong khi chư hầu phản nhà Tần, tù trưởng Đông Việt và Mân Việt đều theo chư hầu mà đánh Tần, rồi lại giúp Hán đánh Sở. Vì vậy đến năm thứ 5 đời Cao Đế 202, thì nhà Hán thưởng công, phong cho tù trưởng Mân Việt là Vô Trứ làm Mân Việt Vương, trị đất Mân Trung cũ, đô ở Đông Dạ, Mân huyện ngày nay. Năm thứ 3 đời Huệ Đế 192, nhà Hán lại chia đất Mân Trung cũ mà đặt thêm nước Đông Hải và, cũng để thưởng công, phong tù trưởng Đồng Việt là giao làm Đông Hải Vương, đô ở Đông Âu, miền Vi Nhợ Ghi A, tục gọi là Đông Âu Vương. Các nhóm Bách Việt vốn hay đánh nhau đó chẳng qua là tác dụng của cái xu thế thống nhất của các dân tộc cái. Thói tương tranh ấy vốn có thể cổ lệ cái lòng hiếu dũng cho dân tộc nhưng cũng có thể lưu lệ mà thành cái mối tự thân phân liệt được. Chúng ta nhớ lại, đương khi nước Việt quật cường thì cái hoài vọng của họ là phát triển về phương Bắc, để xưng hùng với Trung Nguyên. Sau khi nước Việt diệt vong, cố nhiên người Việt không thể lăm le nhòm ngó Trung Nguyên ền như trước nữa, nhưng cái hoài vọng ngấm ngầm của các tù trưởng lớn tuồng như cũng cứ chờ có thời cơ thì lại tung hình với Bắc. Trong khi chờ đợi thời cơ thì họ cố khuyết trương thế lực ở đồng tộc, cho nên trong các nhóm Bách Việt người ta thấy diễn ra cái hiện tượng tương khuynh. Sự tranh giành giữa hai nhóm Đông Việt và Mân Việt là cái lệ chứng rõ ràng của hiện tượng ấy, mà chính là cơ hội rất tốt cho nhà Hán kiêm tính Bách Việt. Ở buổi Hán xưa, Đông Việt và Mân Việt tuy thần phục nhà Hán,
nhưng cái chí nhòm ngó miền Bắc, nếu có cơ hội, thì cũng không ngại múa men. Khi Ngô Vương là tị phản, nhà Hán, Đông Việt và Mân Việt cũng có phát binh tiếp ứng. Khi Hoài Nam Vương Lệ làm phản, cũng có câu kết với hai nước ấy. Trong hai nước thì Mân Việt là đáng cho nhà Hán sợ. Hơn cả, sau khi nhà Hán đã dụ được Đông Việt giết Ngô Vương Tị mà hàng phục Hán, con Tị là tử câu xui Mân Việt. Đánh Đông Việt năm thứ ba đời Vũ Đế, 138, Mân Việt bèn phát binh hãm Đông Âu. Đông Việt cầu cứu với nhà Hán. Tướng Hán là Nghiêm Trợ phát binh tiếp cứu nhưng quân Hán chưa đến nơi thì quân Mân Việt đã rút lui về Nam, vì trong nước bấy giờ họ có nội loạn. Nghiêm Trợ đến Đông Âu, muốn diệt nước Đông Việt để trừ hậu hoạn, bèn lấy danh nghĩa di dân để cứu nạn đói mà rời một phần dân chúng Đông Âu đến miền Giang Hoài. Có lẽ một phần dân Đông Việt đã chống cự lệnh di dân ấy mà theo vua họ chạy xuống miền Nam ở gần Tuyền Sơn tỉnh Phúc Kiến, sau đó 15 năm thì họ bị nhà Hán giết hết. Thế là nước Đông Việt mất hẳn. Sau khi Mân Việt thất bại ở Đông Âu, năm thứ 6 Hiệu Kiến Nguyên, 135, họ lại đem binh đánh nước Nam Việt ở miền Nam. Nước này cũng cầu cứu nhà Hán. Tướng Hán là Vương Khôi do Đường Dự Trương và Hàn An Quốc do Đường Tối Kê cùng tiến quân vào Mân Việt. Nhưng quân Hán chưa qua đèo mà Mân Việt lại vì nội loạn phải đầu hàng Nam Việt. Nhóm Nam Việt cũng như Đông Việt và Mân Việt xuất hiện sau khi nước Việt bị diệt. Trong năm Đạo, binh của nhà Tần Phát đi đánh Bách Việt, thì Đạo thứ tư Phát Tự Nam đã ở phía Nam Dự Trương, do đường đèo Đùi Lũ, nay là đèo Mai Lánh, tiến vào miền tỉnh Quảng Đông là địa bàn của nhóm Nam Việt. Có lẽ đạo quân thứ năm, sau khi chiếm được Đông Việt và Mân Việt rồi, lại luôn đường theo đường bờ biển, do đèo Hết Dương mà thẳng xuống Phiên Ung, Quảng Châu ngày nay. Các đạo thứ nhất, thứ nhì và thứ ba thì tiến vào phía tây bắc miền Quảng Đông và phía bắc miền Quảng Tây cũng dễ dàng. Nhưng sau những cuộc thắng lợi đầu tiên thì quân Tần gặp nhiều khó khăn. Một là vì thiếu đường tiếp tế quân lương, hai là vì gặp người Việt, nhất là người Tây Âu ở miền Nam Quảng Tây chống cự dữ dội, khiến quân Tần trong 3 năm bị khốn đốn chết chóc rất nhiều. Song tuy không tiến quân sâu được, nhà Tần cũng sắp đặt việc cai trị ở các miền đã chiếm được. Chúng ta đã biết rằng tại đất Đông Việt và Mân Việt họ đặt quân chung tại miền Quảng Đông và Quảng Tây thì họ đặt 3 quận: Nam Hải, Quế Lâm và Tượng. Sau khi đặt các quận huyện, năm 214, nhà Tần sai Triệu đã đem quân bị đẩy xuống giữ đất Việt, cho ở lộn lạo với người Việt tộc, rồi cử Nhâm Ngao làm đô úy quận Nam Hải, cử Triệu đã làm lệnh huyện Long Xuyên trong quận ấy. Có lẽ các nhóm Việt tộc mà người ta gọi chung là Nam Việt bấy giờ là những bộ lạc rời rạc, không tổ chức thành quốc gia. Quân Tần tiến vào đến trung tâm điểm của họ là Phiên Ngung tổ chức việc hành chính ở đó rất dễ dàng, chia đất mới chiếm thành quận huyện, quận Nam Hải và đặt toàn người Hán tộc cai quản. Về sau nhân Trung Quốc có loạn, Hào Kiệt và Chư Hầu nổi dậy đánh nhà Tần, Triệu đã nghe theo lời chối của Nhâm Mão, truyền hịch đóng các cửa hải thông với Trung Quốc rồi đánh lấy quận Quế Lâm và Tượng Học vào quận Nam Hải mà lập nước Nam Việt, tự xưng là Nam Việt Vũ Vương, lấy người tay chân là người Hán tộc mà thống suất người Việt tộc. Sau khi nhà Hán đã diệt Tần mà thống nhất Trung Hoa, Triệu đã quy phục nhà Hán. Sang đời sau, đời Triệu Hùng Việt đem quân đánh biên thủy Nam Việt như chúng ta đã biết. Cuộc tương tranh giữa hai nhóm Việt này chính là cơ hội nhà Hán lợi dụng để diệt cả hai nhóm. Năm thứ 5 Hiệu Nguyên Đinh, 112, nhân việc nhà Hán mưu dụ Nam Việt nội thuộc, đại thần Nam Việt là Lữ Gia cung đô đảng phản đối, nhà Hán bèn phát quân định dùng vũ lực để chinh phục. Bấy giờ vua Mân Việt hứa đem binh theo quân Hán để đánh Lữ Gia, nhưng sau khi quân Hán đã chiếm được Phiên Ngung mà quân Mân Việt vẫn không đến, nhà Hán bèn phát binh đánh Mân Việt. Lại nhân nội loạn, Mân Việt phải đầu hàng, nhà Hán bèn rời một phần lớn dân Việt Giang Hoạt để trừ mối lo về sau, thế làm vết mất nước. Còn nước Nam Việt thì sau khi mất thủ đô vào tay quân Hán, nước ấy cũng bị nhà Hán kiêm tính, đất Nam Việt cũng như đất Đông Việt và Mân Việt đều bị chia làm quận huyện. Người Đông Việt và Mân Việt một phần lớn bị cưỡng bức di cư đến miền Giang Hoài, nên dần dần đồng hóa hẳn theo Hán tộc. Người Nam Việt tuy không bị di cư nhưng từ đời nhà Tần họ đã ở chung lộn với mấy vạn quân chinh phục Hán tộc cùng với 15,000 đàn bà Hán tộc mà Triệu đã được nhà Tần cấp cho để may vá cho quân sĩ cho, nên chúng ta có thể nói rằng ngay trong thời nước Nam Việt cương thịnh, người Việt tộc ở Nam Việt cũng đã đồng hóa rất nhiều theo Trung Quốc rồi. Trước khi nói riêng về nhóm người Lạc Việt ở miền Bắc thì chúng ta hãy xét qua trạng thái sinh hoạt của người
Bách Việt ở miền Hoa Nam. Những sự phát quật cổ tích ở miền này rất là hiếm hoi, người ta chưa có những sử liệu trực tiếp để nghiên cứu văn hóa của người Bách Việt, chỉ có thể tài liệu gián tiếp giải rác trong sách xưa, như sách Sử Ký, sách Hán Thư, và nhất là tác phẩm của Hoài Nam Vương Lưu An là người đời Hán Sơ, vì ở miền tiếp cánh với đất Bách Việt nên rất am hiểu sự tình đất ấy. Lưu An nói rằng người Việt không có thành quách, thôn ấp, họ ở trong khoảng khe hang, trong vùng lau trúc. Họ quen thủy, chiến mà giỏi dùng thuyền, thư của Lưu An gửi cho Hán Vũ Đế, lại nói rằng họ làm việc trên cạn ít, dưới nước nhiều, cho nên họ cạo tóc xăm mình đóng khâu ngắn, không mặc quần để tiện bơi lội, tay áo ngắn mà sắn lên để tiện chèo thuyền. Xem thế thì chúng ta thấy rằng sinh hoạt vật chất của người Bách Việt cũng không khác sinh hoạt của người nước Việt mấy. Cũng như người Việt, họ lấy nghề trài lưới làm nghề chủ yếu. Trong các thung lũng trên bờ sông bờ biển và ở giữa hồ đầm, người Bách Việt hẳn cũng làm nhà, sàn nhà gác bằng tre và gỗ. Quần áo của họ có lẽ cũng giống quần áo của người Mường người mọi ngày nay, và làm bằng vải đay hay vải gai. Cũng là nơi thuộc trong địa bàn của người Bách Việt, sách Hán Thư chép rằng đàn ông thì cày ruộng trồng lúa nếp, lúa thẻ, cây đay cây gai. Đàn bà thì trồng dâu nuôi tằm. Có lẽ ở miền đồng bằng trong lưu vực sông Tây Giang, miền Quảng Đông và Quảng Tây, người Bách Việt cũng đã làm ruộng theo kỹ thuật thổ sơ như ở Hải Nam. Về kỹ thuật thì người Bách Việt hẳn cũng đã biết kỹ thuật đồ đồng như người Ngô Việt, nhưng ở miền Bách Việt này chắc là kỹ thuật đồ đồng và đồ gốm còn kém kỹ thuật ở miền trên. Bách Việt, miền rất giàu sản vật quý báu vốn là mồi như lòng tham vọng của người Trung Quốc. Những sản vật quý báu ấy đại khái là sừng tê, ngà voi, đồi mồi, chân trâu, ngọc cơ, bạc, đồng, trái cây, quả nhãn và quả vải, vải gai. Người Bách Việt đã biết nuôi ngũ súc là bò, dê, lợn, gà, chó, vì ít giao thông bằng đường bộ nên họ không dùng ngựa. Họ không thạo nghề thương mại, song người Trung Quốc đem thuyền buôn đến mua vật thổ sản, nhất là ở miền Quảng Đông, cho nên Phiên Ngung là một lớn. Những thị trấn khác như Hợp Phố, Từ Văn cùng là nơi thuyền buôn Trung Hoa hay lui tới. Về kiến trúc, chúng ta không rõ người Bách Việt đã biết làm gì. Lưu An nói họ không có thành ấp, tất họ không có thành trì như người nước Việt trong thời cường thịnh, mà chỉ nhờ địa thế hiểm trở mà phòng địch thôi. Về văn hóa tinh thần, hẳn rằng người Bách Việt cũng không khác người nước Việt mấy. Người Hán tộc cũng cho họ là khinh bạc và hiếu chiến. Về chế độ xã hội thì có lẽ phần nhiều các nhóm Bách Việt vẫn còn ở giai đoạn thị tộc, nhưng trình độ của chế độ ấy thì tùy từng nhóm mà khác nhau. Có lẽ ở các nhóm Đông Âu và Mân Việt là những nhóm tiến bộ hơn hết, thì chế độ thị tộc đã tiến đến trạng thái gia tộc rồi. Song tại các bộ lạc nhỏ hơn các miền rừng núi thì chế độ thị tộc đương còn lạc hậu ở thế kỷ Mốc Hệ. Về tổ chức chính trị thì ở đời Tần, chúng ta đã thấy các nhóm Đông Âu, Mân Việt đã muốn đạt đến hình thái quốc gia, song chưa đạt đến tình trạng thịnh trị như nước Việt ở đời. Có lẽ tại miền Bách Việt, chế độ chính trị hay còn ở nửa chừng giữa chế độ bộ lạc và chế độ quốc gia phong kiến. Đến khi xét về văn hóa của người Lạc Việt, chúng ta sẽ có cơ hội nhắc lại văn hóa Bách Việt kỹ hơn. Nam Lạc Việt. Trong các xóm Bách Việt có nhóm Lạc Việt, là tổ tiên trực tiếp của dân tộc Việt Nam, ở miền Trung Châu Bắc Kỳ và phía Bắc Trung Kỳ, vì không bị quân nhà Tần chinh phục, nên giữ được độc lập lâu hơn các nhóm khác. Người Lạc Việt đến ở miền Bắc Việt Nam từ bao giờ? Điều ấy chúng ta chưa biết đích xác được, chỉ biết rằng trước khi Triệu Đạt thần phục nước Âu Lạc thì đã có người Lạc Việt. Rồi. Theo Từ Quảng, do Sử Ký sách thần dẫn, thời người Mệt họ Lạc, điều ấy khiến chúng ta ngờ rằng người Lạc Việt ở Việt Nam vốn có quan hệ với người Mân Việt ở Phúc Kiến. Mối quan hệ ấy, mà dồn, trong bài Lê Tổn Kín Ản CN đã nhận thấy chứng thực về nhân loại. Học. Có lẽ ở miền bờ biển Phúc Kiến từ xưa đã có một nhóm Việt tộc chuyên làm nghề đánh cá và vượt biển. Dùng thuyền gỗ hay mảng tre có buồm để hàng năm, theo gió mùa, nhân gió bấc, vượt biển đến các miền duyên hải ở phương Nam, đại khái miền Hải Nam, miền Trung Châu Sông Nhị và sông Mã ở phía Bắc Việt Nam, có lẽ những người Táo bạo vượt đến cả Nam Dương quần đảo nữa, rồi đến tiết gió nồm, họ lại vượt trở về nơi căn cứ. Có lẽ sau nhiều cuộc vượt biển ấy, người Việt trong thị tộc lạc ở Phúc Kiến đã để lại tại miền Bắc Việt Nam một ít nhóm thực dân rải rác, rồi dần dần. Những nhóm thực dân ấy một ngày một đông, đến sau khi nước Việt bị nước Sở diệt thì có lẽ họ kéo nhau cả bộ lạc
xuống ở miền Trung Châu sông Nhị và sông Mã mà xưa nay. Họ vẫn biết là miền đất rộng rãi phì nhiêu. Vì cũng có những người Lạc ở sót lại Phúc Kiến nên Từ Quảng mới nói rằng, người Mân Việt là họ Lạc. Trong những cuộc vượt biển hàng năm của nhóm người Việt tộc ấy, họ thường tự sánh họ với một giống chim hậu. Điều mà hàng năm, đến mùa lạnh, tức mùa gió bấc, họ thường thấy cùng rời miền bờ biển Giang Nam mà bay về miền dương của họ, rồi đến mùa nóng, là mùa gió nồm, các chim ấy cũng trở lại miền Giang Nam đồng thời với cuộc trở về của họ. Vì thế mà dần trong tâm lý họ phát sinh ra quan niệm totem, khiến họ nhận giống chim lạc ấy, giống chim lạc là một giống chim hậu điểu về loài ngông trời, là vật tổ, rồi cái tên vật tổ trở thành tên của thị tộc, cho nên người ta gọi nhóm Việt tộc ấy là Lạc Việt. Những khi họ vượt biển có lẽ họ thường giả trang, mang lông chim lạc ở đầu và ở mình để trá hình thành vật tổ, họ lại trang sức thuyền của họ thành hình trạng vật tổ, và đeo khắp nơi trong thuyền những huy hiệu vật tổ, tất cả. Những hành động ấy là cốt để cầu cho vật tổ hộ vệ họ được an toàn giữa sóng gió ở biển khơi. Cái hình thuyền với những thủy thủ kỳ hình quái chạm chạm trên trống đồng ngọc lư mà các nhà khảo cổ học người Pháp, Gáo Lù Bè và Phai Nốt cho là có ý nghĩa tốt thêm, chính là biểu hiện của các thuyền đã từng chở người Lạc Việt ở miền Phúc Kiến xuống miền Bắc Việt Nam. Cũng là Lạc và Chính, bằng tên Lạc Việt mà từ dày các sử sách của Trung Hoa gọi họ. Lân cận với nhóm Lạc Việt là nhóm Tây Việt hay Tây Âu. Ở miền Đông Nam tỉnh Quảng Tây, quân nhà Tần cũng không chinh phục được. Trong năm đạo quân nhà Tần phái đi đánh miền Bắc Việt, thì đạo thứ nhất và đạo thứ nhì do phía Nam tỉnh Hồ Nam đánh vào phía Bắc tỉnh Quảng Tây. Nhưng đến đó quân đội thiếu đường vận lương nên không tiến được như chúng ta đã biết. Quan giám lộc trong đạo quân thứ nhất do Đỗ Thư chỉ huy phải cho quân lính đảo kênh để nối sông Tương với sông Ly. Nhờ sông đảo ấy mà nay người ta gọi là kênh An Hưng, quân nhà Tần tiến sâu vào đất Việt được, giết được tù trưởng Tây Âu là Dịch Hữu Tống. Nhưng người Việt đều vào trong rừng sâu, ở cùng cầm thú, không chịu làm tôi mọi nhà Tần. Họ đặt người Tuấn Kiệt làm tướng và cứ ban đêm thì ra đánh quân Tần, giết được quan úy Đồ Thư. Quân Tần chết và bị thương đến mấy chục vạn người, nhà Tần bèn phát những người bị đẩy đến Tây An nói đó thì chúng ta thấy quân nhà Tần thất bại to ở Tây Âu, có lẽ họ phải rút lui về miền Bắc để đóng ở phía Bắc sông Ly, tức là miền mà nhà Tần đặt quận Quế Lâm, tức Uất Lâm ngày nay. Trong khoảng 10 năm nhà Tần đóng quân ở Bách Việt, người Tây Âu cũng như người Lạc Việt ở phía Nam vốn sống ngoài phạm vi của quân Tần. Nhưng tại sao trong khi các nhóm Việt tộc khác phải chịu quân Tần giày xéo mà người Tây Âu và Lạc Việt lại giữ được độc lập? Như chúng ta đã biết, sau khi tù trưởng Tị Mị bị giết thì người Việt lui vào rừng rậm, chọn người Kiệt Tuấn lên làm tướng để kháng chiến. Chúng tôi ngờ rằng, người Kiệt Tuấn mà Lưu An nói đó chính là người mà sự cũ của ta gọi là Thục Phán An Dương Vương còn vua nước Thục. Sau khi nước Tần đã diệt nước Thục ở Miên Tứ Xuyên, sử ký chép việc ấy vào năm thứ năm đời Chu Thần Vương, tức năm 316, Dư Đảng vua Thục chạy về phía Nam. Sau khi Thái Tử chết ở núi Bạch Lộc thì Dư Đảng, có lẽ trong ấy có người con thứ của Thang mà vào đất Điền Trì, tỉnh Vân Nam ngày nay, là đất nước Sở mới chiếm. Có lẽ con vua Thục lánh thân ở đất ấy thuộc phạm vi thế lực của Sở, là nước cửu địch của Tần. Có lẽ dung thân ở một vùng nào trong đất Điền Trì tiếp cảnh với đất Tây Âu và Lạc Việt, con vua Thục đã tự xưng là Thục Vương để tự ủy. Và có lẽ đến đời sau, con Thục Vương ấy cảm thấy đất dung thân là nơi chật hẹp nghèo nàn lại tiếp cảnh với miền đất nhà Tần mới chinh phục sau khi diệt được lục quốc mà thống nhất Trung Hoa, thì không thể dễ dàng phát triển, bèn đem đồ đảng lấn đất Tây Âu và Lạc Việt ở miền Đông Nam. Phản hẳn là đi theo lối con đường xe lửa Điền Việt ngày nay, qua Khúc Tịnh, Mông Tự, rồi theo sông Hồng Hà qua đến đất Lạc Việt. Ở đó Phan cướp được trung tâm điểm đất Lạc Việt là Mê Linh, hạ vua Lạc Việt xuống làm tù trưởng cho giữ miền Mê Linh làm thái ấp, có lẽ Phan thần phục được luôn các bộ Lạc Tây Âu ở miền Nam Quảng Tây, giao cho tù trưởng họ là Dịch Hưu Tống trông nom. Hai nhóm Lạc Việt và Tây Âu, Thục Phán họp lại làm một nước, đặt tên là Âu Lạc, có ý là do Tây Âu và Lạc Việt họp thành và đóng đô ở miền Cổ Loa ngày nay, tự xưng hiệu là An Dương Vương, có lẽ là muốn nhớ lại tên cố hương là Hoa Dương, tên miền đất nước Thục ở Tứ Xuyên. Việc Thục Phán vào đất Việt có lẽ xảy ra trước khi quân
Tần đánh Tây Âu, năm 245 trước công nguyên. Truyền thuyết cho chúng ta biết rằng An Dương Vương xây thành theo hình chôn ốc, và dùng nỏ thần của thần Kim Quài cho để giữ nước. Chúng ta có thể suy đoán rằng sau khi dựng nước, Thục Phán Tất đã đem văn hóa của quê hương mình là nước Thục mà du nhập cho người Việt, đã đem chế độ quy mô của nước Thục cũ mà đoàn kết các bộ lạc người Việt thành một nước có tổ chức quy mô vững vàng. Phán đã dạy cho người Việt xây thành bằng đất và dùng cung nỏ bằng tre là hai kỹ thuật người Thục vốn sở trường. Có lẽ, trong khi quân Tần tiến đánh Tây Âu, Thục Phán đã phấn khởi được lòng dũng cảm của người Việt, và làm Quảng Tây và miền Thượng Du Bắc Kỳ để làm thuật du kích, một mặt thì dùng nỏ tên bị đồng mà núp trong rừng bắn ra, cho nên cầm cự với quân Tần được trong 10 năm mà rốt cuộc quân Tần phải thua. Chúng ta có thể đoán rằng trong cuộc kháng chiến với quân Tần, An Dương Vương đã nhóm cho người Âu Lạc cái mầm mống của tinh thần dân tộc. Đối với quân Tần ở xa đến, An Dương Vương có thể thống suất người Việt mà kháng chiến thành công được. Nhưng cách ít lâu, khi Triệu đã lập nước Nam Việt mà xưng đế, Đà sẽ lấy cả thế lực của một nước rộng hơn bạn dẫm ở sát biên cảnh để uy hiếp, An Dương Vương không thể địch nổi mà phải nhường. Chúng ta không biết giữa Triệu Đà với An Dương Vương có cuộc chiến tranh không. Cố nhiên, chúng ta không thể tin cuộc xung đột chép trong truyền thuyết, mà Tư Mã Thiên thì chỉ chép vắn tắt rằng Triệu Đà đem binh uy hiếp biên thủy và dùng của cải mua chuộc, khiến Âu Lạc quy phục. Song có một điều chúng ta biết rõ là, sau khi Âu Lạc phương Bắc mà dùng ở đó, ý giả đã biết dân Âu Lạc vốn khó cai trị sai khiến hơn dân Nam Việt. Đà chỉ chia đất Tu Nạc làm hai quận giao chỉ và Cửu Chân, có lẽ quận giao chỉ của Triệu đã gồm cả miền Bắc Kỳ và một phần đất phía Nam tỉnh Quảng Tây nữa, còn quận Cửu Chân là đất Thắng Hỏa và Nghệ An. Ở mỗi quận Đà đặt một quan điển sứ để coi việc dân và một quan tả tướng để coi việc binh, còn các nhà quý tộc bản xứ thì vẫn được giữ thái ấp mà trị dân như cũ. Tại đất bản bộ của An Dương Vương là đất Tây Vu, trung tâm điểm là Loa Thành, có lẽ Triệu Đà vẫn để con cháu Thục Phán quản lãnh mà xưng vương Tây Vu Vương, được biệt đãi hơn các nhà quý tộc khác. Sự nội thuộc nhà Triệu của nước Âu Lạc bấy giờ kể ra cũng không chặt chẽ lắm. Sau khi Triệu đã chết hơn 20 năm, tăng tôn của Đà là Triệu Hưng nối ngôi Thái Hậu là người Trung Quốc, từ thông với sứ giả nhà Hán, bèn mưu đem nước Nam Việt nội thuộc Trung Quốc. Nhưng thừa tướng nước Nam Việt tin Lữ Gia phản đối, vua Hán phát 10 vạn binh, chia làm 4 đạo đi đánh Nam Việt. Cuối năm thứ 6 Hiệu Nguyên Đinh, phụ ba tướng quân là Lỗ Bạc được và Lâu Thuyền tướng quân là Dương Buộc chiếm được Phiên Ung, Lữ Gia và vua Nam Việt là Triệu Hưng, Kiến Đức đều bị bắt. Bấy giờ Thương Ngô Vương là phụ dung của Nam Việt cùng các huyện lệnh khác đều xin hàng. Tây Vu Vương ở đất Âu Lạc cũ cũng là phụ dung của Nam Việt, toàn thừa cơ Nam Việt suy vong mà quật khởi, nhưng bị ngay Hoàng Đồng là tả tướng của nhà Triệu đặt ở quận giao chỉ giết được. Các lạc tướng khác ở Âu Lạc đều phải đầu hàng. Tuy quân Hán chưa vào cõi hai quan điển sứ giao chỉ và Cửu Chân thì nghe lời dụ của quan giáng quận Quế Lâm là Cư Ông cũng đến dinh Lộ Bác Đức đầu hàng và nộp sổ đinh của hơn 40 vạn dân Âu Lạc. Thế là nước Nam Việt cùng với nước phụ dung của Nam Việt là Âu Lạc cũ đều bị gồm vào bản đồ nhà Hán. Từ đó nhà Hán chia đất Âu Lạc cũ làm 3 quận giao chỉ. Tư địa lý trí thì quận giao gồm 92.440 nhà, 746.217 người, có 10 huyện là Liên Lâu, An Ninh, Cốc Lậu, Mê Linh, Khú Lương, Bắc Đế, Cây Tử, Tây Vu, Long Biên và Châu Diên. Mỗi huyện ấy là mỗi thái ấp của quý tộc cũ. Xét vị trí của mỗi huyện ấy, chúng ta thấy giang đại khái địa bàn của quận giao chỉ bấy giờ là vùng các tỉnh Hạ Du và Trung Du Bắc Kỳ, ở lưu vực sông Nhị Hà và sông Thái Bình. Theo sự suy cứu của chúng tôi thì trị sở quận giao chỉ buổi đầu là thành Mê Linh, nay là làng Hạ Lôi, tỉnh Phúc Yên, tức là nơi mà sử cũ gọi là Phong Châu, trung tâm điểm của các lạc vương xưa. Quận giao chỉ của nhà Hán có lẽ chỉ ở trong vùng Lạc Việt của nước Âu Lạc, còn vùng Tây Âu có lẽ nhà Hán tách ra mà tháp vào quận đất ở miền Quảng Tây. Cửu Chân, quận Cửu Chân theo Hán thư thì gồm 35.743 nhà, 166.013 người, có 7 huyện là Tư Phố, Phỏng, Đố Lung, Dư Phát, Hàm Hoan, Võ Thiết, sửa là Vô Cống, đại khái tương đương với miền Thanh Hóa lưu vực. Sông
theo chúng tôi suy đoán là Tư Phố, tức là nơi làng đồ ngượn gần Hàm Rồng mà cách đây 20 năm viện Vi Nùng Bát Cổ đã phát quật được di tích về thời đại đồ đồng. Quận này cũng thuộc về địa bàn của người Lạc Việt. Nhật Nam. Nhà Hán lại đặt thêm một quận nhờ Ất Nạm ở phía nam Cửu Chân, đại khái tương đương với miền. Đất từ phía nam đèo ngang đến miền nam đèo Hải Vân, là miền trung phần của xứ Trung Kỳ. Theo sách Hán Thư thì, quận này gồm 15.460 nhà, 69.485 người, có 5 huyện là Chu Mô, Tị Cảnh, Lô Dung, Tây Quyển và Tượng Lâm. Theo chúng tôi suy đoán thì buổi đầu nhà Hán đặt trị sở Nhật Nam ở Tây Quyển, tại nơi mà người Chiêm Thành sau này sẽ đặt thành khu túc để giữ biên giới của họ ở phía bắc, tức ở làng Cao Long Hạ, huyện Bố Trạch, gần cửa sông Danh Tỉnh, Quảng Bình. Cư dân ở quận ấy đại khái là các bộ lạc về giống Anh Đô Nê, giải rác trong rừng rậm và trên bờ sông bờ. Biển di duệ các bộ lạc ấy hiện nay là người Mọi. Nhưng trên bờ sông. Những đồ đồng đào được ở đó giống hệt những đồ đồng đào được ở Đồng Sơn. Nhà Hán họp ba quận giao chỉ, Cửu Trần và Nhật Nam. Và với sáu quận, Nam Hải, Thương Ngô, Vất Lâm, Hợp Phố, Đạm Nhĩ, Châu Nhai đặt ở địa bàn của nước Nam Việt cũ làm. Giao chỉ bộ, cũng gọi là Giao Châu. Có lẽ trị sở của giáo cũ buổi đầu là Mê Linh cùng một nơi với quận trị giao chỉ. Trong hai quận Giao Chỉ và Cửu Chân, nhà Hán vẫn giữ hai quan điển sứ của nhà Triệu cho làm thái thú để trông nom các lạc tướng, mà việc trị dân thì vẫn để cho lạc tướng. Như cũ, ý nhà Hán cũng muốn bắt chước chính sách nhu viễn của nhà Triệu, chưa muốn đụng chạm gì đến nội bộ tổ chức của người Lạc Việt. Ở quận Nhật Nam, có lẽ nhà Hán cũng đặt một quan thái thú để cầm chừng, chứ dân bản xứ vẫn được tự do như trước. Các lạc tướng chỉ phải mỗi năm nộp thuế cống cho thái thú. Còn lạc dân thì cũng như xưa, vẫn làm ruộng, có lẽ như kiểu dân Mường làm ruộng cho quan lang. Châu, cho các lạc tướng và đong lúa cho họ. Nhưng mỗi khi quan thái thú cần dân phu để xây thành, đắp đường, dựng nhà cửa lâu đài, thì có lẽ các lạc tướng phải đốc xuất lạc dân đi làm lược dịch. Nhưng đại khái buổi đầu thì, chức vụ của quan thái thú chỉ là thu thuế cống và kiểm soát. Qua loa những hành vi của các lạc tướng vẫn hoàn toàn tự chủ trong thái ấp của mình. Bên cạnh quan thái thú thì nhà Hán đặt thêm quan đô úy cầm ít nhiều quân đồn trú để giữ gìn trật tự. Chúng ta có thể nói rằng trong suốt đời tiền Hán, chính trị nhà Hán đối với dân Lạc Việt trong các quận mới mở là Giao Chỉ và Cửu Chân rất là thả lỏng. Sáu, văn hóa Lạc Việt. Chúng tôi đã đoán rằng người Lạc Việt đến ở miền Bắc Việt Nam là tự miền Diên Hải Phúc Kiến di cư đến. Nhưng trước khi họ đến thì ở Trung Châu sông Nhị và sông Mã đã có người ở chưa? Những cuộc khai quật tiền sử học chưa cho chúng ta đủ tài liệu để trả lời chắc chắn câu hỏi ấy. Người ta chỉ mới biết ra và làng Cường ở Bắc Sơn, Hòa Bình, Chợ Gành, và ở miền Bắc Trung Kỳ, Đa Bút ở Thanh Hóa, Cụ Giặt ở Nghệ An, cho đến cả miền Mình Cầm ở Quảng Bình. Ngày xưa vốn có một giống người Anh Đô Nê ở. Văn hóa của họ là văn hóa đồ đá mới. Nhà bác học L. Phainot cho rằng giống người Anh Đô Nê ấy do bán đảo Ấn Độ di cư đến bán đảo Ấn Độ China. Nhà bác học sĩ Vân Lê Vi thì cho rằng kỹ thuật đồ đá châu mà ngày nay ta thấy di tích ở suốt cả Ấn Độ China là do người Anh Đô Nê tự ngoài đem tới. Với những đống vỏ sò vỏ điệp người ta tìm thấy ở nhiều nơi có di tích sinh hoặc của người Anh Đô Nê, chúng ta có thể đoán rằng buổi đầu những người Anh Đô Nê ấy làm nghề trải lưới ở miền bờ sông bờ biển, nghĩa là họ ở cả miền Trung Châu xứ Bắc Kỳ và phía Bắc Trung Kỳ, chứ không phải chỉ ở miền đồi núi ở mép Trung Châu mà thôi. Người Lạc Việt khi đến đó hẳn là tiếp xúc với người Anh Đô Nê ấy. Sự gặp gỡ ấy có gây nên những cuộc xung đột kịch liệt không? Này, người Lạc Việt mà chúng tôi đoán cũng là một giống Anh Đô Nê làm nghề trải lưới. Tiếp xúc với những người thổ trước ở miền Bắc Việt Nam có lẽ là tiếp xúc với người đồng chủng có phương thức sinh hoạt tương tự. Có lẽ một phần dân thổ trước dần dần bị người Lạc Việt đồng hóa dễ dàng, còn một phần thì bị dồn lùi về miền đồi núi, tức là những người mà các nhà địa chất học phát hiện được những hài cốt và di vật như chúng ta đã biết. Vậy chúng ta có thể ước đoán rằng người Lạc Việt trong nước Âu Lạc của An Dương Vương là người Lạc Việt ở Phúc Kiến gì? Cứ đến pha giống trong một phần nào với người Anh Đô Nê, là dân đã chiếm cứ địa bàn ấy từ xưa. Người Lạc Việt ở Phúc Kiến là người Việt tộc, đã tiếp xúc với người Hán tộc về giống Mongolic từ lâu,
tất nhiên đã có pha lộn yếu tố. Mongolic cho nên chúng ta có thể nói rằng người Lạc Việt ở Âu Lạc đã là một giống người tạp chủng, gồm rất nhiều yếu tố Anh-Đô-Nê và một chút ít. Mongolic mà nữ sĩ Colani tìm được trong một cái hầm mộ ở làng Cường, Bắc Sơn, là của một người Lạc Việt nào lạc lõng vào. Trong đám người Anh-Đô-Nê mà họ đã dồn lùi lên miền rừng, núi. Người Lạc Việt khi mới đến miền Bắc Việt Nam, hẳn là họ vẫn làm nghề trải lưới như ở miền Diên Hải Phúc Kiến. Nhưng có lẽ sau khi họ đã đồng hóa người Anh-Đô-Nê mà làm chủ nhân ông ở miền Trung Châu sông Nhị và sông Mã. Rồi thì, trừ những nhóm ở bờ biển bờ sông, phần nhiều dân Lạc Việt đã theo sinh hoạt định cư mà lấy canh nông làm nghề chính. Sách Quảng Châu ký chép rằng đất Giao Chỉ, tức là đất Lạc Việt ở Trung Châu Bắc Kỳ có ruộng gọi là Lạc Điền, theo nước thủy triều lên xuống mà làm. Nhưng dân cư ở miền đất cao trên núi thì có lẽ làm dây như người Mường, người mọi ngày nay, và ngoài việc trồng trọt họ cũng còn lấy sự săn bắn làm nghề trọng yếu. Tại miền Trung Châu Bắc Kỳ người ta đã tìm được ít cái lưới cày hay lưới cuốc bằng đồng. Ở Cửu Chân vẫn còn chưa biết cách cày bừa bằng trâu bò. Về độ dung thì ở lưu vực sông Nhị, lưu vực sông Đáy và nhất là ở Đông Sơn trên bờ sông Mã, người ta đã tìm được đồ đá, đổ, gốm và đồ đồng là di tích của người Lạc Việt. Những đồ đá đào được các nhà khảo cổ học cho là đồ của thời đại đồ đá, mới còn sót lại chỉ dùng làm vật tế tự mà thôi. Chúng ta chưa có thể biết rõ đó là di vật của người Anh Đô Nê lưu lại trong xã hội Lạc Việt, hay là đồ dùng của chính người Lạc Việt ở buổi họ mới di cư đến miền Bắc Việt Nam. Trong các đồ ấy có những cái cuốc bằng đá rất nhỏ. Ông A Ruột đào được ở Thanh Hóa người ta cho là những đồ thờ tiêu biểu cho những cuốc bằng gỗ cứng của người xưa. Đồ gốm đào được ở Đông Sơn toàn là đồ thuộc về hậu kỳ của thời đại đồ đá mới, mà hình thức và kỹ thuật thì tương tự với những đồ đào được ở Chiết Giang. Kỹ thuật này có lẽ là do người Lạc Việt đem đến chứ không phải là của người Anh Đô Nê. Khí, đúa, rìu, mũi thương, mũi mắc, mũi tên, dao găm, cùng là thứ lưỡi qua giống hệt những thứ tìm thấy ở miền Giang Hoài và Chiết Giang của người Việt tộc. Nhà khảo cổ học Đế Giả cho rằng theo những đồ đồng tìm được ở miền Nam Trung Hoa và miền Bắc Việt Nam thì nghệ thuật mà người gọi là nghệ thuật đồ ngươn là kết quả của ảnh hưởng nghệ thuật đồ đồng của Tây Phương. Nghệ thuật ấy trải qua miền Trung Á, qua Tây Bộ, tỉnh Tứ Xuyên và tỉnh Vân Nam rồi xuống Bắc Kỳ, trong khi một nhánh khác của nó lẩn vào miền Nam Trung Hoa rồi phối hợp với nghệ thuật thổ trước mà sinh ra nghệ thuật chiến quốc ở miền Giang Hoài. Nhà khảo cổ học gỗ Lũ Bé phái nốt cũng theo ý kiến ấy thì lại cho rằng kỹ thuật đồ đồng ở Đông Sơn là do kỹ thuật đồ đất của người Anh Đô Nê thổ trước chịu ảnh hưởng của nghề đúc đồng do người Hà Nội dạy cho họ sau khi họ bị quân nhà Tần chinh phục. Ở đây chúng tôi không thể biện bác hai thuyết ấy vì chúng nói rằng các nhà khảo cổ học Tây Phương mỗi người chỉ đứng trong phạm vi nghiên cứu chuyên môn của mình, mà không chịu khó tìm đến những tài liệu chắc chắn về sử học, họ chỉ bằng vào những thuyết lưu hành nên ý kiến mỗi người đều có tính chất thiên lệch. Theo chúng tôi suy cứu thì kỹ thuật đồ đồng, người Ngô Việt đã biết đến một trình độ rất cao, mà miền Ngô Việt chính là tổ quốc của cái nghệ thuật đồ đồng mà ảnh hưởng với phương Bắc đã sinh ra nghệ thuật chiến quốc, ảnh hưởng với phương Nam đã sinh ra nghệ thuật Đồng Sơn. Có lẽ trong thời đại Ngô Việt, người Lạc Việt ở miền Phúc Kiến đã biết kỹ thuật đồ đồng ấy. Rồi, đến sau khi nước Việt bị diệt, có lẽ người Lạc Việt lại di cư đến miền lưu vực sông Nhị và sông Mã đã làm môi giới để du nhập kỹ thuật đồ đồng có tiếng của người Việt vào miền Nam. Về phương diện kỹ thuật thì hiện trạng của khảo cổ học chưa cho chúng ta thấy rõ chỗ giống nhau của đồ đồng ở Đông Sơn và hai nghệ thuật đồ đồng ấy. Song từ khi truyền đến miền Bắc Việt Nam thì kỹ thuật đồ đồng có lẽ đã chịu ít nhiều ảnh hưởng của văn hóa người Anh Đô Nê thuở trước, và nhờ được điều kiện sinh hoạt dễ dàng của người Lạc Việt ở một nơi phì nhiêu phong phú mà phát đạt đến một trình độ rất cao. Sản phẩm đặc biệt nhất của kỹ thuật đồ đồng ấy là trống đồng lớn, mà cái trống Ngọc Lư hiện tàng trữ ở Viện Quốc gia Ba Tàng ở Hà Nội là đại biểu trống đồng mà sau này Mã Viện lấy ở đất Lạc Việt để đem về Trung Quốc đúc tượng ngựa. Đồng trinh là thứ trống ấy. Sách Lâm Ấp Ký, dẫn ở Thuy Kinh Chu,
lại chép rằng người Lạc Việt còn đúc cả thuyền. Băng đồng. Xét những đồ đồng tìm được ở Đông Sơn người ta thấy. Có một hình người để tóc bối ở sau gáy có bịt một cái khăn. Ngang hai mối buộc với nhau và xoạ xuống lưng. Ở mỗi tay. Có đeo một cái vành lớn. Tùng như có một cái dây lưng, ở. Sau lưng có một cái tua bỏ thòng. Phần thân dưới mang một cái váy như kiểu váy người mọi. Ngày nay, ở phía trước váy có thêm một miếng lá phủ. Tóc thì một nửa bối ngược ở đỉnh đầu, một nửa chóp thành bím. Bỏ thong xuống lưng, bối tóc có bịt một cái khăn, in hệt. Như kiểu tóc và kiểu khăn của người Đại Hạc ngày nay. Xem. Hình hai người ấy, chúng ta có thể phỏng đoán được phục. Sức của người Lạc Việt là thế nào? Theo lời sớ của Tiết Tôn. Làm quan lại giao châu ở đời Tam Quốc Chí. Thì khi người giao chỉ mới thuộc nhà Hán tức là người Lạc Việt họ bối tóc và đi chân không. Người Lạc Việt cũng có tục xăm mình và cũng tin rằng mình là con cháu Giao Long, truyền thuyết con rồng cháu. Tiên, mà họ gọi là Lạc Long Quân, nhưng đó chỉ là di tích của chế độ Tô Thêm xưa còn lại chứ họ không theo chế độ Tô. Thêm nữa, đến thời đại đồ đồng, cái tín ngưỡng đối với chim, Lạc hẳn cũng đã phai lạt hết mà chỉ còn là một ký ức trong tục truyền thôi. Về. Bỏ đồ minh khí bằng đá và bằng đồng vào quan tài mà chôn. Hẳn họ cũng trộn phương thuật. Sách Việt sử lược chép. Rằng ở thời Trang Vương nhà Chu, tại quận Gia Ninh Tức, là huyện Mê Linh đời Hán có người lạ đến lấy ảo thuật để phục các bộ lạc, tự xưng là Hùng Vương. Câu sách ấy tất. Có quan hệ đến sự di thực đến miền Bắc Kỳ của người Lạc Việt, và có thể cho chúng ta biết rằng xưa đã có chuyện. Thuyết rằng tục trưởng người Lạc Việt là giỏi pháp thuật. Nhà Chi Na học người Pháp, Mạc Tờ Dô, cho rằng người Lạc Việt ông gọi là người văn lang cũng như các dân. Tộc Bán Khai ở miền Đông Nam châu Á, hẳn có tôn giáo có. Tính chất nông nghiệp. Mỗi năm có một hội mùa xuân cũng. Như hiện nay ở các bộ lạc Thái miền Thượng Du còn có mà. Ở miền Trung Châu thỉnh thoảng người ta cũng còn nhận. Được dấu tích phường phất. Hội ấy, với tính chất phóng túng. Và lẫn lộn trai gái, có ý nghĩa ghi. Hôn. Có lẽ trong những cuộc hội hè tế lễ ấy, họ dùng những nhạc khí, như cái trống đồng và cái kèn bằng ống nứa, như kèn của người Mường, người Mọi, người Lào, và cái sinh bằng gỗ. Giữa những tiếng nhạc ồn ào thì con trai con gái cùng nhau múa hát. Hai nhà khảo cổ học đợt và gỗ lũ bé đều nhận thấy khắc trong trống đồng của người Lạc Việt những hình tượng có quan hệ với những lễ nghi, tương tự với lễ nghi của người Mường ngày nay. Về chế độ xã hội thì có lẽ khi người Lạc Việt mới đến họ, còn theo chế độ thị tộc cũng như những người thổ trước, Anh Đô Nê. Dần dần, với sự phát triển của nông nghiệp, trong xã hội thị tộc đã xuất hiện gia tộc phụ hệ, song ở những miền hẻo lánh và rừng núi thì chế độ thị tộc vẫn còn. Đậm đà cho nên sách, Hậu Hán Thư, mới chép rằng, người Giao chỉ không phân biệt trưởng ấu người Lạc Việt, không biết lễ gia thú, chỉ theo đàm hiếu mà không biết tình, cha con, không biết đạo. Trung Quốc. Theo lời sớ của Tiết Tôn ở đời Tam Quốc, Tam Quốc Chí, thì khi mới thuộc Hán, người Giao chỉ ở huyện Mê Linh và người Cửu Chân ở huyện Đô Lung Tức. Người Lạc Việt hê anh chết thì em lấy chị dâu, đó là di tích của chế độ thị tộc mẫu hệ. Song, nếu di tích của chế độ thị tộc còn tồn tại ở đôi nơi thì có lẽ ở những miền Trung Châu. Trình độ tổ chức xã hội của người Lạc Việt đã vượt khỏi trạng thái mẫu hệ mà đến phụ hệ rồi, tuy là chưa đến trình độ tôn pháp như người Hán tộc. Về tổ chức chính trị thì có lẽ các thị tộc Lạc Việt chỉ họp lại thành bộ lạc ở dưới quyền một vị tù trưởng. Khi người Lạc Việt đến miền Bắc Việt Nam, có lẽ chủ quyền của bộ lạc đã bắt đầu có khuynh hướng tập trung mà rốt cuộc thành một thứ chế độ phong kiến sơ sài. Các bộ lạc thì ở dưới quyền tù trưởng gọi là lạc tướng, các lạc tướng thì phục tòng ít nhiều một vị tù trưởng có thế lực hơn hết cả gọi là lạc hầu hay. Đã định cư, mà thành những thôn ấp đầu tiên, ở dưới quyền một trường gọi là bổ chính. Chế độ phong kiến ấy có lẽ còn gì? Tích ở chế độ phong kiến của người Mường ngày nay. Đến thời kỳ nước Gốc Lạc, có lẽ thục phán đã đem chia đổi quy mô của nước thục ở miền Tứ Xuyên du nhập vào xã. Hội Lạc Việt mà cho họ bắt đầu có một tổ chức quốc gia tập. Trung hơn, nhưng chế độ phong kiến với các lạc tướng ở đầu. Bộ lạc và các bộ chính ở đầu thôn ấp thì vẫn như cũ.
bảy sự phôi thai của dân tộc Việt Nam. Chúng ta đã biết rằng trong thời Tây Hán trong 119 năm chính sách nhà Hán đối với dân Lạc Việt là chính sách thả lỏng. Nhưng sau khi Vương Mạng xoán vị, sang đời Hán Trung Hưng thì chính sách nhà Hán đối với các châu quận, riêng về các châu quận mới mở ở xa, có chiều thay đổi. Trước kia, quan thứ sử trông nom các châu cứ tháng 8 bắt đầu tuần hành rồi đến đầu năm sau trở về kinh đô không ở nhất định tại châu trị. Đến từ đó họ phải ở luôn tại trị sở, dẫu có tang cha mẹ cũng không được bỏ trước. Sự thay đổi ấy tỏ rằng nhà Hán muốn các quan thứ sử ở luôn trong châu quận để biết rõ mọi việc và dễ kiểm soát các quan thái thú, tức là muốn thắt chặt chính sách đối với các quận vậy. Ở châu trị, xung quanh quan thứ sử có các lại viên giúp. Việc gọi là tổng sự sử, ở quận trị dưới quan thái thú thì có một viên quận thực để thay mặt thái thú khi mắc việc. Xung quanh thái thú thì có các duyên sử chia ra các tào mà làm việc, ví như công tào sử thì trông nom việc lựa chọn người có công lao, mỗi tào lại có các thư tá làm việc giấy. Má. Các quan lại bậc trên giúp việc thứ sử và thái thú có lẽ đều là người Trung Quốc, nhưng ở những bậc duyên sử và thư tá thì dùng cả người Trung Quốc và người bản xứ biết chữ. Tại các quận thì nhà Đông Hán buổi đầu vẫn giữ chức đô úy, có đô úy thừa giúp việc để cầm binh đồn trú. Binh lính ấy một chính sách cai trị ấy ở quận Giao Chỉ và Cửu Chân, chúng ta thấy nhà Đông Hán dùng những quan thái thú rất dụng tâm về việc du nhập văn hóa Trung Quốc cho dân bản xứ, nhất là Tích Quang, thái thú quận Giao Chỉ và Nhâm Diên, thái thú quận Cửu Chân ở đầu đời Hán Trung Hưng. Trước kia các quan thái thú vốn không đụng chạm gì đến việc nội bộ của người Lạc Việt, mà các quan đô úy thì chỉ lo giữ trật tự thôi. Tích Quang là vị thái thú đầu tiên có cái dã tâm đồng hóa dân bản xứ theo Trung Quốc. Người vốn đã bắt đầu làm công việc ấy ngay từ đời Vương Mãng. Có lẽ bấy giờ Tích Quang thấy cuộc loạn ở Trung Quốc không theo Vương Mãng mà có ý muốn tổ chức bản quận thành một nước nhỏ để làm chủ trong Giang Sơn của Minh Trăng. Lại nhân có nhiều người tồi chung của nhà Hán không thần phục Mãng trốn sang Giao Chỉ, Tích Quang dung nạp hết và nhờ họ giúp sức trong việc khai hóa nhân dân. Sử chép rằng Tích Quang dạy cho nhân thú, lại lập các học hiệu, lấy lễ nghĩa mà dạy dân. Sang đời Trung Hưng, vua Quang Vũ dùng luôn. Tích Quang là người trưởng lại có tư cách rất thích hợp với chính sách cai trị mới của nhà Đông Hán. Sau Tích Quang, Nhâm Diên làm thái thú Cửu Chân, cũng hết sức khai hóa cho dân bản xứ. Sử chép rằng Nhâm Đi Hền dạy cho dân cày ruộng bằng trâu bò, dùng điền khí, và khai khẩn đất hoang, cùng là dạy cho dân biết lễ gia thú, khiến các trưởng lại phải giúp tiền cho những người nghèo, để họ kết hôn được. Đối với sự khai hóa cải cách của các quan thái thú ấy, hạng quý tộc phong kiến bản xứ, các lạc tướng và bộ chính, tất cũng hoan nghênh nhiều điều, ví như phép canh tác, sự học hành, nhưng hẳn cũng có nhiều điều khiến họ bất bình. Ví như việc bắt bẻ tính tự do phóng túng của họ theo lễ giáo mới, bắt bỏ họ những phong tục cố hữu mà theo phong tục Trung Hoa và Trăng, mấy năm nay từ khi nhà Hán Trung Hưng, họ lại thấy chính sách các thay Tích Quang làm thái thú Giao Chỉ thì lên tới cực điểm, nên họ lại thêm bất bình. Hơn nữa, xung quanh dinh thứ sử và dinh thái thú, bấy giờ đều ở liên lâu trong quận giọng, số thuộc lại người bản xứ một ngày một đông, mà đồng. Thời, số quân điền trú ở liên lâu từ năm Kiến Vũ thứ 6 tức, năm 39 sau công nguyên, tuy bổ chức đô úy nhưng quân đồn trú lại giao cho thái thú giữ, ngoài một số ít là người Trung Hoa, còn là người bản xứ cả. Hai hạng người thuộc lại và đồn binh ấy đã thoát ly hẳn quyền uy của các tổ trưởng phong kiến, mà theo quan lại Trung Hoa, đó lại là một cớ lớn khiến hạ quý tộc bản xứ bất bình nữa. Nhưng khi Tích Quang và Nhâm Diêm còn ở quận thì chính sách khôn khéo có nhiều ân huệ của họ khiến những mối bất bình ấy không có cơ hội mà bộc phát. Kịp đến khi Nhâm Diêm đổi đi quận khác và Tô Định đến thế Tích Quang, thì mối oán giận của các nhà quý tộc bản xứ lại tăng lên vì những là nổ ra. Đó chính là nguyên nhân chủ yếu của cuộc khởi nghĩa của Trưng Trắc. Trong các nhà quý tộc Lạc Việt thì nhà Lạc tướng Mê Linh là danh vọng nhất vì là dòng dõi của Lạc Vương xưa. Con gái Lạc tướng là Trưng Trắc lại là người rất hào hiệp dũng cảm, cho nên quan lại nhà Hán để ý lắm. Con Lạc tướng Châu Diên
Là thi sách là chồng chưng chắc, tất cũng không phải là người tầm thường, cho nên cũng bị quan lại nhà hán kiểm chế. Sau khi Tô Định từ chức, hẳn người đã dò biết được sự tính bất bình của các nhà quý tộc bản xứ và biết rằng giữa hai nhà quý tộc ở Mê Linh và Châu Diên cái quan hệ hôn nhân lại làm cho thanh thế của họ thêm to. Tô Định ngờ rằng, ngoài quan hệ hôn nhân lại còn có cuộc đồng minh về chính trị nữa. Lập tức Tô Định liệu cách đối phó, bèn toan dùng pháp luật để bắt giam Thi Sách và Trương Trác. Trước tình thế bức xúc ấy, Trương Trác bèn cùng chồng và em gái là Trương Nhị Hiệu triệu các đồng chí trong đứa, nên họ đều hưởng ứng một loạt. Cái mối bất bình của Trương Trác bị Tô Định áp bức và mưu giết mất chồng chỉ là mồi lửa để đốt đống rơm chất sẵn, đống rơm ấy tức là mối bất bình chung của giai cấp quý tộc bản xứ đối với chính sách đồng hóa và những thủ đoạn tham tàn của quan lại nhà Hán. Cuộc khởi nghĩa thành công mau chóng dễ dàng lại nhờ ở tinh thần đoàn kết của các quý tộc, mà tinh thần đoàn kết ấy là do một cuộc đào luyện ngấm ngầm trải gần 3 thế kỷ nay, bắt đầu từ cuộc thống nhất Lạc Việt của An Dương Vương, trải qua cuộc kháng chiến 10 năm với quân nhà Tần và non 200 năm sinh hoạt khá tự do dưới sự ước thúc lỏng lẻo của nhà Triệu và nhà Tây Hán, đã kết tinh thành cái manh nha của tinh thần dân tộc. Vậy chúng ta có thể nói rằng cuộc khởi nghĩa của Trương Trác về chính trị là tiêu biểu cho sự phản động của tinh thần dân tộc mới manh nha đối với sự ức chế của ngoại tộc, mà về văn hóa là tiêu biểu cho trong phạm vi quyển sách nhỏ này chúng tôi không thể thuật rõ những chi tiết của cuộc khởi nghĩa ấy. Tôi chỉ xin nhắc qua rằng theo sử Trung Hoa chép thì tất cả dân Man Lái, các quận Cửu Chân, Nhược Nam và Hợp Phố đều hưởng ứng với Trương Trác ở quận Giao Chỉ, thế nghĩa là cuộc khởi nghĩa lôi cuốn hết dân bản xứ, phần chủ yếu là dân Lạc Việt ở các quận đại khái gồm trong địa bàn của nước Câu Lạc cũ. Trên Trác thắng lợi và xưng vương được 2 năm. Đầu năm 42 sau Công Nguyên, nhà Hán sai viên lão tướng Mã Viện đem quân phản công Trương Trác. Ở đây chúng tôi cũng không thể thuật kỹ càng chi tiết của cuộc phản công của Mã Viện, chỉ xin nhắc vắn tắt rằng Mã Viện tiến binh tới Lãng Bạc, tức là miền làng Yên Phú, tỉnh Bắc Ninh, rồi thẳng tới Tây Vu, miền Cổ Loa, thì bị quân Trương Trác kháng chiến kịch liệt. Nhưng giữa năm 43 thì Trương Trác phải chạy về Cấm Khê, đất phủ Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Yên, và rốt cuộc hai chị em phải tự trầm Mã Viện tiến quân vào Cửu Chân để đuổi theo dư chủng của hai bà Trưng do Đô Dương cầm đầu và bình định luôn quận ấy. Thế là cuộc khởi nghĩa của dân Lạc Việt chỉ duy trì được 2 năm mà rốt cuộc phải thất bại. Chúng ta có thể hiểu cuộc thất bại ấy là do những nguyên nhân chính sau này: một là tinh thần dân tộc mới manh nha, tuy buổi đầu có thể thắng được sự áp bức của các quan lại Trung Hoa cô thế, mà cuối cùng, trước sự tấn công hùng hậu của quân đội của Mã Viện thì không cầm cự nổi, mà phải thua. Hai là cái văn hóa cố hữu của người Lạc Việt bấy giờ còn chứa nhiều yếu tố sơ khai và bảo thủ, không đủ sức chống lại được văn hóa Trung Hoa đương đầy sinh khí tiến thủ, cho nên rốt cuộc phải thất bại. Mã Viện là đại biểu cho lực lượng ngoại xâm, mà đồng thời lại đại biểu cho văn hóa mới, sẽ mặc sức tung hoành biến đổi diện mục các xã hội Lạc Việt. Sử chép rằng, Viện đi qua chỗ nào là đặt quân huyện, xây thành quách, đảo, sông tới ruộng, pháp chế cũ của người Hán đối với người Việt để ước thúc họ, Hậu Hán Thư. Câu sách ấy cho chúng ta biết rằng Mã Viện nhận thấy chính sách rộng rãi đối với chế độ phong kiến ở đất Việt rất nguy hiểm cho sự thống trị của nhà Hán, nên xin bỏ chia đối phong kiến mà đặt chế độ quận huyện để giao cho quan lại Trung Hoa trực tiếp trị dân. Những bộ lạc của các La Cường xưa bấy giờ đổi thành huyện ở dưới quyền cai trị của quan huyện lệnh, đại để là người ngoại quốc. Hạt nào lớn quá Mã Viện lại chia nhỏ ra cho quan tướng lại có thể trông nom mật thiết được. Về phương diện kinh tế và xã hội, đại khái Mã Viện cùng đem những phương thức của người Trung Hoa mà bắt người Lạc Việt phải theo. Chúng ta có thể xem cuộc kinh lý của Mã Viện là một cuộc cách mệnh, cũng như mọi cuộc cách mệnh cuộc này là quy kết của một lịch trình biến chuyển lâu dài chứ không phải là một hiện tượng đột khởi. Chúng ta đã biết rằng ngay đầu thế kỷ 20 thế kỷ ấy lại bị nội thuộc nhà Hán. Dẫu trong suốt 2 thế kỷ cho đến đầu kỷ nguyên, người Hán tộc không đụng chạm đến phong tục và chế độ của người Lạc Việt, nhưng sự tiếp xúc mấy đối với người Hán tộc không thể nào không có ảnh hưởng về văn hóa được.
ảnh hưởng cố nhiên càng ngày càng đậm đà, và, như chúng ta đã biết, đến đời Tích Quang. Và Nhâm Diên thì ảnh hưởng văn hóa của Trung Hoa đối với người Lạc Việt đã đi đến chỗ đồng hóa. Cuộc kinh lý của Ma Vện chẳng qua là một cuộc thanh toán băng võ lực những yếu tố bảo thủ để tạo điều kiện thuận tiện cho cuộc đồng hóa mà thôi. Chúng ta có thể thấy ngân tích của lịch trình đồng hóa ấy ở trong những đồ cổ tích đào được ở Đông Sơn. Những đồ trọng yếu đào được là đồ đồng mà nhà khảo cổ học Gỗ Lù Bè đặt vào thế kỷ thứ nhất, tức là vào khoảng cuộc kinh lý của Mã Viện. Người ta có thể chia các đồ ấy ra làm ba bộ. Bộ thứ nhất gồm những đồ mà chúng tôi nhận là thân túy Lạc Việt, như mũi mác mũi tên, cái gươm hai lưỡi, những dao găm có hình người, cùng một số đồ trang sức. Trong bộ ấy thì vật đặc biệt tiêu biểu nhất của người Lạc Việt là cái trống đồng, mà ở Đông Sơn chỉ tìm được những thứ nhỏ dùng làm minh khí. Nhưng hiện nay còn có cái trống ngọc lư, tại quốc gia Bà Tàng Viện, là đại biểu vẻ vang. Bên cạnh những đồ đồng Lạc Việt ấy, người ta nhận thấy một ít đồ của người Trung Hoa đem đến, như cái bình kiểu biển hồ, cái gương kiểu nhà Hán và những tiền đồng ngũ thủ. Bộ thứ ba thì gồm có những đồ do người Lạc Việt chịu ảnh hưởng của người Trung Quốc mà chế tạo, như cái bình lớn có đường vết khuôn, những miếng giáp đồng, những dao găm, những đồ nửa đồng nửa sắt. Xét các đồ ấy thì chúng ta nhận thấy rằng ở giữa thế kỷ thứ nhất, ảnh hưởng của kỹ thuật Trung Hoa đối với kỹ thuật của người Lạc Việt tuy đã có ngân tích nhưng hãy còn mỏng mảnh, mà kỹ thuật thuần túy Lạc Việt vẫn còn thịnh lắm. Nhưng sau cuộc kinh lý của Mã Viện, chính sự áp bách của văn hóa Trung Quốc càng ngày càng sâu, cho nên cách hơn 1.000 năm sau, trong những đồ đào được ở đầu ngưỡng về đời Tống chỉ có những đồ gốm của người Trung Hoa. Mà đồ đồng của người Lạc Việt thì đã mất hẳn dấu vết. Về phương diện chủng tộc thì, như chúng ta đã biết, người Lạc Việt ở buổi đầu có lẽ còn mang rất ít yếu tố Ngổng Tô Lích. Có lẽ trải qua hai thế kỷ nội thuộc nhà Triệu và nội thuộc nhà Tây Hán đã có sự lai giống sơ sài khiến những yếu tố Mông Cổ Lích trong cơ cấu chủng tộc của người Lạc Việt thêm lên, song yếu tố Anh Đô Nê vẫn chiếm phần chủ yếu. Nhưng sau cuộc kinh lý của Mã Viện, sự tạp chủng với người Hán tộc đã đem cái kết quả ghê gớm là cách non. Nghìn năm sau, cái mặt của người đàn bà về đời Tống Đảo được ở Đông Sơn đã thành mặt Mông Cổ Lích, chỉ cái đầu lâu là còn tính chất Anh Đô Nê mà thôi. Cuộc kinh lý của Mã Viện mở đầu cho cuộc đô hộ nặng nề trong non 1.000 năm của người Trung Quốc đã có cái kết nối. Theo bề ngoài người ta có thể nói rằng dân tộc Việt Nam ngày nay về chủng tộc cũng như về văn hóa khác hẳn với người Lạc Việt xưa. Cuộc kinh lý của Mã Viện thực đã quyết định một cách tàn khốc cái vận mệnh lịch sử của dân tộc ta vậy. Nhưng xét cho kỹ thì chúng ta nhận thấy rằng trong cơ cấu chủng tộc của người đàn bà Đông Sơn về đời Tống là đại biểu cho người Việt Nam khi mới thoát ly Bắc thuộc, yếu tố Mông Cổ Lích vẫn chưa lấn được hẳn yếu tố Anh Đô Nê của người Lạc Việt còn duy trì trong hình đầu lâu, đồng thời những tính tình, phong tục, chế độ của người Việt Nam, nhất là người bình dân, đến các đời Trần đời Lê, cho đến ngày nay, nữa cũng vẫn bày ra những điều đặc biệt khác hẳn với tình phong tục, chế độ của người Trung Quốc, cơ cấu chủng tộc và trạng thái văn hóa của người Việt Nam sau thời kỳ Bắc thuộc không giống cơ cấu chủng tộc và trạng thái và nhỡ hòa của người Lạc Việt nữa, nhưng dân tộc Việt Nam đến khi đã hoàn đã lấy cái cốt cách Lạc Việt mà dung hòa những yếu tố chủng tộc và văn hóa của người Hán tộc và một ít yếu tố của các giống người khác ở lân cận để thành một nhân cách riêng. Nhân cách ấy đã bị đoàn luyện trong những nỗi đau đớn, khổ sở, nhục nhã và trong những cuộc quật khởi vinh quang, trải qua non nghìn năm mới thành thục mà giành lại sinh tồn độc lập. Xét qua nguồn gốc của dân tộc Việt Nam, chúng ta đã thấy rằng tất cả giống Việt tộc từ xưa đã chiếm ở khắp miền lưu vực sông Dương Tử và miền Nam Bộ Trung Hoa, là một chủng tộc rất xưa. Chúng ta đã thấy rằng lịch sử đã từng đem họ tên địa vị vẻ vang oanh liệt ở thời các nước Sở, Ngô, Việt, thay nhau xưng bá. Chúng ta đã thấy họ đã từng có cái cao vọng phát triển lên Bắc để tung hoành ở Trung Quốc và từng làm mối lo lớn cho Hán tộc trong bao nhiêu đời. Chúng ta đã thấy rằng trước cái sức áp bức nam tiến của người Hán tộc họ đã vì văn hóa tương đối sút kém mà phải thua và dần dần các Hán tộc đồng hóa. Nhưng trong cái vận mệnh bi đắt của Việt tộc ấy, chúng ta thấy có một nhóm tức là nhóm Lạc Việt đã thoát khỏi cái nạn đồng hóa, cái nạn tiêu vong mà sống sót lại, rồi trong bao nhiêu thế kỷ, bao nhiêu nỗi đau,
Đỡ Nê Chế đã đào luyện họ thành dân tộc Việt Nam với một tinh thần tự chủ mạnh mẽ. Chúng ta không thể không lấy làm lạ trước cái vận mệnh may mắn riêng của tổ tiên chúng ta, mà chúng ta có thể cắt nghĩa bằng những lý do sau này. Một, trước sự áp bách Nam Tiến của người Hán tộc theo một cái công lệ Nam Tiến về miền biển của các chủng tộc ở Á Châu phát tích ở miền đại lục người Việt tộc cũng phải tiến về phương Nam, trong ấy thì hai nhóm Tây Âu và Lạc Việt là phần tử tinh nhuệ dõng cảm hơn hết đã làm tiên phong trong cuộc Nam Tiến của Việt tộc. Hai, nhờ ở miền Bắc Kỳ là miền xa hơn cả trong đất Bách Việt, người Lạc Việt đã dễ dàng hợp sức với người Tây Âu để chống cự quân đội nhà Tần, mà sau này, nhờ họ ở miền Trung. Người Tây Âu ở miền rừng núi, rốt cuộc họ chống lại sự áp bách của Hán tộc có hiệu quả hơn người Tây Âu. 3. Họ đã nhờ được cuộc kháng chiến với nhà Tần, Hun, đúc cho họ cái mầm ngống của tinh thần dân tộc. 4. Tinh thần dân tộc mới nảy mầm thì người Lạc Việt bị nội thuộc nhà Triệu và nhà Tây Hán, nhưng chính sách lỏng lẻo của người Hán tộc không những không bóp chết mầm ấy, mà lại giúp điều kiện cho nó nảy nở thêm để đến đời Trưng. Chắc thì nó biểu hiện thành cuộc khởi nghĩa. Những nỗi đau, đớn khổ sở trong non nghìn năm đô hộ lại rèn đúc tinh thần dân tộc ấy thành cứng cáp thêm để đến thế kỷ thứ 10 nó đem dân tộc Việt Nam thoát khỏi ách đô hộ. Xem thế thì chúng ta nhận thấy rằng cái vận mệnh đặc biệt của dân tộc Việt Nam là đại biểu cuối cùng và duy nhất của Việt tộc không phải là ngẫu nhiên mà thành vậy.